Gặp lại người yêu sau 10 năm xa cách là cảm giác như thế nào? Đã thế mà đối phương còn không nhận ra mình nữa. Đến khi cô nàng nghĩ lại và chạy ra tìm thì anh đã đi mất. Anh là Tống Diệp, suốt nhiều năm nay Hứa Thấm vẫn là người mà anh thương nhớ. Chiếc bật lửa mà cô tặng đến giờ anh vẫn mang bên người. Ngày trước khi còn làm việc trong quân đội, chính nó đã cứu anh một mạng. Nhưng hôm nay khi gặp lại người đó, bản thân anh lại cảm thấy khó chịu. Mặc dù bản thân còn yêu nhưng anh lại không dám đối mặt. Là một lính cứu hỏa, anh không được phép yếu đuối như vậy. Hôm nay khi đang trên đường làm nhiệm vụ thì lại gặp một chiếc xe cản đường. Trong tình thế cấp bách, anh đành phải cho người lật nó đi. Chiếc xe khá đắt tiền nhưng giờ mạng người quan trọng hơn. Làm xong, anh cùng đồng đội cũng bắt đầu tiến vào đám cháy. Vô tình sao ở đây anh lại gặp được Hứa Thấm. Khi chạm mặt nhau, thời gian như ngừng lại. Cô là bác sĩ được điều tới hiện trường để giúp đỡ. Giờ chuyện cấp bách là phải vào đám cháy cứu người mắc kẹt ra ngoài. Sau khi chuẩn bị đủ tư trang, anh cùng vài đồng đội bắt đầu tiến vào. Một tiếng nổ lớn làm mọi người hết sức hoảng sợ. Cũng may là không ai bị thương hết. Biết công việc của anh nguy hiểm vậy cũng làm Hứa Thấm vô cùng lo lắng. Sau đó còn biết được trong mỗi căn nhà đều có một bình ga, nếu nó phát nổ thì hậu quả rất đáng sợ. Vừa định rút lui, Tống Diệp lại thấy có người cầu cứu. Anh tiến đến thì một bình ga đã phát nổ. Không có nhiều thời gian để lo cho bản thân, anh đã gọi đồng đội đến giúp mình đưa cô bé ra ngoài. Bản thân anh thì tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Lúc tìm được cậu bé thì lửa bắt đầu bùng lên dữ dội. Lần này vụ nổ trực tiếp thổi bay cả một căn phòng. Thấy anh không trả lời làm toàn đội vô cùng lo lắng. Phải mất một lúc anh mới chịu xuất hiện, trên tay còn bế theo đứa bé mình vừa cứu được. Sau khi xong việc, Hứa Thấm có chạy đến tìm anh. Tống Diệp vẫn như thế, anh không hề dám đối mặt với cô nàng. Chưa kịp ăn mừng lại có người đến kiếm chuyện. Đối phương là chủ chiếc xe sáng lúc nãy. Hắn ta đến bắt đền vì dám làm hỏng xe. Nhưng chuyện này Tống Diệp đã quá quen rồi, muốn chơi tới anh đâu có sợ. Tên kia thấy nói chuyện không lại thì liền đi tố cáo. Anh không hề quan tâm đến việc đó. Trong đầu giờ toàn hình ảnh lần đầu tiên mình và Hứa Thấm gặp nhau. Lúc đó anh là một sinh viên cá biệt, cả ngày chỉ biết quậy phá. Sự xuất hiện của cô như một thiên thần trong mắt anh vậy. Khi đó cô nàng có đôi chút nhút nhát nên luôn bị anh trêu chọc, và tình yêu của họ cũng bắt đầu từ ngày đó. Không chỉ mình anh mà Hứa Thấm cũng không quên được. Những món quà và kỷ niệm của hai người cô vẫn còn giữ. Khoảng thời gian ở bên anh khi còn là học sinh là lúc cô hạnh phúc nhất. Trước kia anh luôn âm thầm phía sau bảo vệ cô, nhớ đến nó vẫn làm Hứa Thấm đau lòng. Ngày hôm sau, Tống Diệp lại bị triệu tập để khiển trách. Có không ít thư tố cáo nhắm đến anh. Làm nhiệm vụ thì phá xe của người ta, về đơn vị thì hà khắc với người mới. Cách anh tập huấn cho cấp dưới thật sự quá khắc nghiệt. Điều làm sếp cao tức giận nhất là thái độ bất hợp tác của anh. Tháng nào ông cũng phải đứng ra giải quyết không ít rắc rối của đội. Lần nào cũng thế, Lý Manh luôn đứng ra nói giúp Tống Diệp. Bản thân sếp cao cũng không thể làm gì được cả. Chỉ chửi mắng vài câu rồi bắt tự viết kiểm điểm thôi. Cô bạn Lý Manh kia có tình cảm với Tống Diệp, nhưng có vẻ như anh nhà không hề đáp lại tình cảm đó. Mà bình thường Tống Diệp cũng không có bạn bè. Chỉ có duy nhất chỉ huy trong đội là bạn thân từ khi gia nhập tới giờ. Hai người thân thiết với nhau như anh em vậy. Đây có lẽ là người bạn duy nhất với Tống Diệp nhà chúng ta. Còn về cả đội cứu hỏa thập lý đài, Tống Diệp quả thật huấn luyện người mới vô cùng nghiêm khắc, dù lời lẽ có đôi chút nặng nề. Những thứ này đều là kinh nghiệm sống còn trong lúc nguy cấp, bản thân lính cứu hỏa còn mang trên vai gánh nặng sinh mạng của rất nhiều người. Trong những tình thế nguy hiểm, nếu bản thân quá yếu kém sẽ không thể cứu được nạn nhân, ngoài ra còn có thể dẫn đến bản thân và cả đồng đội phải hy sinh. Cũng vì thế mà thập lý đài mới phải tập luyện một cách cực đoan như thế, chỉ có như vậy mới xứng đáng với bộ đồ họ đang mặc trên người. Cùng lúc đó, Hứa Thấm đã đi đến con hẻm năm xưa, nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ ngày trước. Ở bức tường này vẫn còn lưu giữ khoảng thời gian năm nào, nhớ đến nó làm cô không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Sau đó cô cũng đi đến nhà của Tống Diệp, em họ Trạch Diễu của anh đã ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Hứa Thấm, cô bé đã không vui. Ngày trước chính cô đã bỏ rơi anh mình, nên giờ Hứa Thấm có muốn quay lại Trạch Diễu cũng không chào đón. Thím của Tống Diệp từ trong nhà cũng bước ra, không ai trong cái nhà này mong đợi sự xuất hiện của Hứa Thấm. Họ có vẻ không quên được chuyện cô từng nhẫn tâm bỏ rơi Tống Diệp. Sau khi về bệnh viện thì lại có vài lính cứu hỏa bị thương, họ là đồng đội của Tống Diệp. Sau khi xử lý xong vết thương, Hứa Thẩm cũng chạy ra ngoài tìm anh. Cô muốn tìm anh để nói rõ mọi việc, nhưng Tống Diệp vẫn như thế, ngay cả một cơ hội gặp mặt anh cũng không cho nữa. Tống Diệp vẫn chưa thể quên được nỗi hận năm nào. Đó là ở trước mặt cô thôi, chứ khi một mình thì anh vẫn tự buồn rồi nhớ tới hình bóng đối phương. Hôm nay khi làm nhiệm vụ về thì không thấy chiếc bật lửa đâu cả, anh lo lắng tìm khắp nơi nhưng không thấy, sợ nó bị vứt nhầm. Tống Diệp thậm chí còn lục cả thùng rác. Trác Tuấn vừa nhìn đã nhận ra bạn mình có vấn đề. Sau một lúc tra hỏi, Tống Diệp đành phải nói ra sự thật. Không phải anh không muốn tiến tới với Hứa Thấm, nhưng khoảng cách hai nhà quá lớn. Anh cũng từng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để có thể đường đường chính chính đến bên cô, nhưng giờ có cơ hội gặp lại thì lại có cảm giác là không thể. Đúng lúc đó thì Hứa Thấm cũng đến đây tìm anh, thế nhưng anh vẫn không chịu ra ngoài gặp cô. Không chỉ thế, Hứa Thấm còn bắt gặp cảnh Lý Manh đến đây đưa đồ. Nhìn thấy cách cô ấy quan tâm Tống Diệp làm Hứa Thấm rất buồn. Ở bên trong anh vẫn đang âm thầm quan sát cô. Trác Tuấn có đến động viên anh ra ngoài, thế nhưng Tống Diệp dù chết cũng không chịu, chỉ có thể nhẫn tâm nhìn cô nàng rời đi. Hôm sau khi được nghỉ phép về nhà, thím của anh cũng thông báo chuyện hôm qua Hứa Thấm đến đây. Anh dù không nói gì nhưng vẫn có chút đau lòng.
Ngày đầu tiên khi dẫn cô nàng về đây họ vẫn rất vui, lúc đấy vì ngại mà cô luôn bám lấy anh, thậm chí anh đòi đi vệ sinh cô cũng muốn đi theo, nhưng mà chú thím cũng rất thích cháu dâu này, thấy cô nàng vui như vậy Tống Diệp còn hứa sau này sẽ cưới cô, khi đó mọi người đều là người một nhà với nhau, đó thật sự là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, nhưng lại rất thật lòng và hạnh phúc, cho đến một ngày cô lại hẹn anh ra ngoài nói chuyện, hóa ra mẹ cô nàng đã tìm được nơi này, Tống Diệp muốn dẫn Hứa Thấm chạy trốn nhưng cô không đồng ý, cô nhẫn tâm nói ra lời chia tay làm anh rất đau lòng. Hai gia đình thật sự có cách biệt quá lớn, sắp tới cô cũng phải đi du học nên phải dừng lại thôi. Nói xong cô cũng nhanh chóng rời đi, Tống Diệp không đành lòng nên cũng liều mạng đuổi theo. Anh dùng hết sức lực muốn kéo giữ đoạn tình cảm thật lòng của mình. Nhưng dù có cố như thế nào thì đôi chân cũng không thể so sánh được với ô tô. Nó cũng giống như cách biệt của hai gia đình họ. Những ngày sau đó anh làm mọi thứ để có thể gặp được cô nàng. Kết quả nhận lại toàn là thất vọng mà thôi. Nỗi đau của ngày hôm đó vẫn còn nằm trong tim của anh chàng. Hôm nay trời lại có bão lớn làm Tống Diệp phải nhanh chóng quay về đội, có bão tức là sẽ có người gặp nạn, đội cứu hỏa phải ở trong tình thế xuất phát bất cứ lúc nào. Hứa Thẩm lúc này cũng đang trên đường quay lại bệnh viện, giữa đường hầm lại bị ngập nước khiến xe tắt máy, cô dùng mọi cách cũng không thể thoát ra ngoài được, nước cũng bắt đầu tràn vào xe khiến cô nàng hoảng loạn, cô vùng vẫy dùng hết sức để kêu cứu, nước càng lúc càng dâng lên, khi tưởng chừng buôn xuôi thì lại có hy vọng, đã có vài lính cứu hỏa phát hiện và đến cứu cô nàng, trùng hợp sao người đó lại chính là Tống Diệp. Sau khi phá cửa hai người cũng đã nhận ra, được anh cứu ra ngoài như vậy làm cô nàng rất hạnh phúc, Hứa Thấm ước mọi thứ cứ như thế này mãi mãi, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, anh chỉ để lại cho cô một chiếc áo rồi tiếp tục rời đi làm nhiệm vụ. Về đến bệnh viện cô vẫn rất nâng niu chiếc áo, sau đó cũng tìm đến nhà để trả cho Tống Diệp, vẫn thái độ như thế anh không hề vui khi gặp cô, đột nhiên bỏ đi biển biệt trong 10 năm, giờ quay lại muốn làm hòa thì không thể chấp nhận được, anh nhẫn tâm nói rằng mình đã quên cô từ lâu rồi, nói xong cũng quay đầu bỏ đi. Sau khi quay về trạm cứu hỏa lại có nhiệm vụ, có một vụ tai nạn liên hoàn vừa diễn ra, để nhanh chóng cứu người một vài bác sĩ cũng được cử đến hiện trường. Nhiệm vụ của họ là kiểm tra thể trạng của nạn nhân, việc cứu người sẽ là nhiệm vụ của đội cứu hỏa. Có một chiếc xe bị rơi xuống nước và trong đó vẫn còn người mắc kẹt, không thể mở cửa nên đành phải dùng máy cắt nó ra. Hứa Thấm cũng có mặt để kiểm tra nạn nhân, trong lúc cô trượt ngã Tống Diệp liền nhanh chóng đỡ lấy, vô tình sau lưng anh lại bị đâm trúng bị thương. Sau khi đưa được nạn nhân lên bờ, Tống Diệp cũng phải đi cùng Hứa Thấm đến bệnh viện kiểm tra. Thấy cô cứ quan tâm mình như vậy làm Tống Diệp không vui. Anh nói thẳng sau này đừng bám lấy nhau như vậy. Chuyện cũ đã qua từ lâu lắm rồi. Anh nhắc cô đừng có đến nhà mình làm phiền. Anh không muốn cảm nhận lại cảm giác bị đá thêm một lần nào nữa. Giờ Hứa Thấm có giải thích như thế nào anh cũng không muốn nghe. Anh đã không còn cảm giác gì với cô nữa rồi. Hứa Thấm vừa định nói gì đó thì Lý Manh mở cửa vào. Nhìn cô ấy quan tâm Tống Diệp làm Hứa Thấm hiểu lầm. Nhưng Tống Diệp cũng không muốn giải thích làm gì, Lý Manh có phải bạn gái của anh hay không cũng không liên quan đến người khác, những lời nói này của anh đã làm Hứa Thấm chết tâm. Không lâu sau đó họ mới phát hiện một vấn đề, nạn nhân họ cứu lần trước mắc bệnh truyền nhiễm, nghĩ ngay đến vết thương của Tống Diệp làm Hứa Thấm lo lắng. Sau đó mọi người nhanh chóng được triệu tập để kiểm tra, Hứa Thẩm cũng tìm thuốc kháng sinh đến đưa cho Tống Diệp, phải nhanh chóng uống thuốc này thì mới có thể ngăn được virus. Giờ bệnh viện chỉ còn 3 phần mà thôi, nhưng nhóm của anh lại có 4 người, vậy là Tống Diệp lại mang hết thuốc cho anh em. Anh là người duy nhất bị thương nên không ai dám uống, anh là trạm trưởng không lo được an nguy cho anh em thì sao mà được, thấy anh nói như thế mọi người cũng không cãi nữa, những người uống thuốc thì có thể về còn anh phải ở lại kiểm tra, Hứa Thẩm cũng gọi điện khắp nơi để xin thuốc, vừa nhận được cô tức tốc chạy đến tìm anh, dù miệng rất cứng nhưng thấy những hành động như vậy cũng làm anh không thể kiềm lòng. Sau khi trở về trạm cứu hỏa anh lại tiếp tục tìm kiếm chiếc bật lửa, lần này lại vô tình nhìn thấy đơn chuyển việc của Trác Tuấn, Tống Diệp rất tức giận khi phát hiện bí mật này. Họ từng hứa sẽ ở đây và giúp đỡ những anh em thập lý đài, vậy mà giờ Trác Tuấn lại muốn âm thầm bỏ đi như vậy sao? Trong lúc tức giận Tống Diệp không hề cho Trác Tuấn có cơ hội giải thích, anh cho rằng đối phương chỉ vì tiền mà lại bỏ rơi anh em như thế, nhưng thật ra Trác Tuấn cũng rất đau khổ khi đưa ra quyết định như thế. Những ngày sau đó Tống Diệp còn bắt anh em tập luyện điên cuồng hơn nữa, không những thế còn ở trước mặt mọi người cãi nhau với Trác Tuấn, mọi người đều nhận ra anh có gì đó không vui, nhưng cũng không ai dám hỏi gì thêm hết. Hôm nay Hứa Thấm cũng đi đến quán bar của anh họ. Cũng vì đang buồn nên cô muốn uống chút rượu, nói chỉ uống một chút mà tí sau hai cô gái phải để người khác đưa ra ngoài. Mạnh Hứa Thần không còn cách nào đành phải đưa cô về nhà. Anh từ nhỏ tới giờ vẫn rất yêu thương cô em gái này. Ngày bố mẹ cô qua đời anh và gia đình mình đã tới. Hai gia đình rất thân nên bố anh mới nhận nuôi Hứa Thấm. Từ đó họ luôn xem cô bé như con ruột của mình. Mạnh Yến Thần cũng thế, anh luôn hết mực nuông chiều cô em gái này từng chút một. Ngày ngày anh lại có tình cảm với Hứa Thẩm, nhưng giờ họ đã là anh em với nhau rồi. Sáng ngày hôm sau thấy em gái vì Tống Diệp mà đau khổ như vậy làm anh rất buồn. Từ 10 năm trước anh đã không thích gì Tống Diệp rồi, nhưng có làm sao cũng không ngăn cản được tình cảm của Hứa Thấm. Hôm sau khi đang ở nhà lại có người đến gõ cửa, thật không ngờ đó lại là Tống Diệp. Có một đứa bé mắc kẹt ngoài cửa sổ, nên mọi người muốn đi nhờ từ phòng của Hứa Thấm.
Tống Diệp nhanh chóng leo ra ngoài để đỡ đứa bé, sau đó chờ người trèo lên trên gỡ tay cậu bé ra, lúc tưởng chừng như đã an toàn họ lại trượt chân, may mà mấy anh em kịp thời kéo Tống Diệp vào trong, sau đó Hứa Thấm cũng giúp đỡ chăm sóc vết thương cho cậu bé, giờ chỉ cần đợi bố mẹ cậu bé đến đón là được. Xong việc, Hứa Thấm cũng âm thầm xin cách liên lạc với Tống Diệp, mấy anh em thấy cô cứ nài nỉ cũng không nỡ từ chối. Anh dọn dẹp xong vừa định rời đi thì bị cô gọi lại, lúc nãy khi trượt chân anh cũng đã bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng Hứa Thấm cũng không thể bỏ qua. Xong việc anh cũng không có gì để nói nên rời đi, lần này Hứa Thấm quyết tâm không để đánh mất cơ hội nữa, cô lấy hết quyết tâm chạy ra cửa sổ gọi tên anh. Hứa Thấm muốn hẹn anh cuối tuần này gặp mặt, lần này Tống Diệp không đồng ý nhưng cũng không trực tiếp từ chối. Anh vừa về trạm cứu hỏa lại nghe có một cô gái đến tìm, cứ tưởng là Trạch Diễu đến đưa đồ, nhưng anh đi rồi mấy anh em mới cho hay không phải Trạch Diễu, mà là bác sĩ Hứa lần trước làm nhiệm vụ cùng họ. Vừa ra tới ngoài anh lại nhìn thấy Hứa Thấm, cô đến đây để mời anh ăn cơm. Hứa Thấm giờ đây đã không còn liêm sỉ gì nữa, anh thấy bộ dạng đáng yêu này của cô cũng không nỡ từ chối, được anh đồng ý làm cô nàng rất vui. Ngày hôm sau cô nàng còn cất công nhờ người đến trang điểm cho bữa hẹn, Hứa Thấm muốn xuất hiện trước mặt anh với bộ dáng đẹp nhất của mình. Dưới cơn mưa cô nàng đã đợi anh rất lâu, cũng may là cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện. Hai người đi đến nơi họ từng ăn khi còn đi học, ở đây vẫn còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm vui vẻ của cả hai. Lần trước khi đến cô nàng vẫn còn nhút nhát, không phải bộ dáng chủ động của ngày hôm nay, cảnh vật và con người vẫn như thế. Nhưng đối với Tống Diệp nó đã không thể như xưa được nữa. Dẫu vậy nhưng nhìn thấy bộ dáng dễ thương của cô anh cũng không chịu được. Tống Diệp cứ tưởng cô nàng cố tình làm vậy nên mắng cho một trận, đừng có cố làm ra dáng vẻ khó coi đó. Hứa Thẩm bị mắng mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thấy ngại quá Tống Diệp liền bỏ ra ngoài trước. Đang khó chịu thì lại nhận được điện thoại từ Trạch Diễu. Cô bé bị bắt lên đồn cảnh sát vì bán hàng giả. Với tính cách của Trạch Diễu thì chắc chắn là cô bé đã bị lừa, nhưng hỏi thế nào cũng không chịu khai ra lấy hàng ở đâu. Nếu mà vẫn cứng đầu thì phải gọi cho nhà trường, làm thế cô bé chắc chắn sẽ bị đuổi học. Thấy mọi người định làm căng, Hứa Thẩm đã lôi Trạch Diễu ra ngoài để nói chuyện. Tuy là không thích Hứa Thẩm cho lắm, nhưng Trạch Diễu vẫn hiểu vấn đề mình đang mắc phải. Giờ mà bị đuổi học thì bố mẹ và Tống Diệp sẽ rất buồn. Nghe được Hứa Thẩm phân tích, cô bé cũng đành phải nghe lời. Sau khi khai ra thì vẫn cần phải có thời gian để điều tra, trong lúc đó cô bé phải trả lại tiền cho những khách hàng của mình. Nhưng con số bồi thường này thật sự quá lớn, tiền cô bé cũng đóng cọc để lấy hàng hết rồi. Tống Diệp đã gọi điện khắp nơi để vay tiền nhưng vô vọng. Thấy thế, Hứa Thấm đã gọi điện cho Diệt Kiều nhờ giúp đỡ. Vô tình Sao Yến Thần cũng ở đó nên cũng cùng nhau đi đến sở cảnh sát. Vừa chạm mặt hai bên đã như muốn ăn thịt lẫn nhau. Dù Tống Diệp rất tức giận nhưng vẫn không thể bỏ mặc Trạch Diễu được, vậy là cuối cùng vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của Yến Thần. Sau khi đóng xong tiền phạt, Yến Thần cũng nhờ đến mối quan hệ của mình, không mất quá nhiều thời gian để chứng minh Trạch Diễu chỉ bị lừa. Xong việc, Tống Từ hứa trong 3 ngày sẽ trả lại tiền cho Hứa Thấm, còn mình thì lôi Trạch Diễu nhanh chóng rời khỏi đây. Yến Thần cũng rất tức giận khi em gái cứ dây dưa với Tống Diệp, lần này mà để mẹ biết được thì sẽ rất lớn chuyện. Trước giờ hai anh em họ luôn bị mẹ quản lý rất nghiêm khắc, thế mà ngày hôm nay Hứa Thấm vẫn chủ động giúp Tống Từ, điều này làm Yến Thần vô cùng tức giận. Sau khi về trạm cứu hỏa, cuối cùng anh cũng chịu mở lòng với Trác Tuấn. Sau chuyện này, Tống Diệp mới hiểu khi khó khăn tiền bạc quan trọng như thế nào. Không chỉ riêng chuyện tiền bạc, Trác Tuấn muốn chuyển công tác còn vì người vợ sắp cưới của mình. Sau khi lấy vợ anh sẽ không thể ra tiền tuyến được nữa, vì vậy mới muốn chuyển công tác về phía sau hậu phương. Dù đó đôi chút không đành lòng, nhưng Tống Diệp vẫn mong người bạn mình có cuộc sống hạnh phúc. Cho dù có đi bất kỳ đâu, họ vẫn sẽ là anh em thân thiết với nhau. Sau đó Trác Tuấn cũng đi đến phòng trưng bày của Thập Lý Đài. Đây đều là thành quả cố gắng của tất cả mọi người trong nhiều năm. Anh lưu luyến mãi không muốn rời khỏi nơi này, thế là gọi điện cho bạn gái. Anh muốn hẹn cô thêm nửa năm sau khi huấn luyện xong đám học viên mới. Thế nhưng cô ấy đã phải đợi quá lâu rồi. Cô ta đau lòng nói ra lời chia tay làm Trác Tuấn rất buồn. Ngày hôm sau Tống Diệp đã đến gặp sếp Cao. Anh muốn nói giúp cho Trác Tuấn được thông qua đơn chuyển công tác. Lúc này sếp Cao mới cho hay mình vẫn chưa nhận được lá đơn nào cả. Trác Tuấn vẫn đang cùng những anh em khác trên đường làm nhiệm vụ. Tống Diệp đang đi họp thế nên Trác Tuấn mới phải lên thay. Nhưng thật không ngờ lần này lại xảy ra tai nạn. Lúc mọi người xông đến thì mọi thứ đã muộn. Tống Diệp hay tin cũng tức tốc chạy đến bệnh viện. Trác Tuấn không chết nhưng cánh tay anh ấy đã tàn phế rồi. Từ giờ đừng nói là làm lính cứu hỏa, đến cả việc cử động bình thường cũng còn khó khăn nữa. Tống Diệp rất đau lòng khi thấy bạn mình như thế. Nếu không phải vì anh thì bạn mình đã có thể chuyển công tác. Nếu không phải vì anh thì chắc có lẽ Trác Tuấn đã không phải bị thương. Nhớ đến những lời mình nói trước đó làm Tống Diệp rất ân hận. Trác Tuấn thấy bạn mình đau lòng như thế cũng chỉ biết an ủi. Dù sao thì vẫn còn giữ được cái mạng về đã là tốt lắm rồi. Ngay sau đó mọi người cũng tổ chức một buổi lễ cho Trác Tuấn. Anh đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở Thập Lý Đài. Giờ anh đã có thể vinh dự trở về đội hậu phương rồi. Dù vậy nhưng khi sắp rời khỏi đây anh vẫn rất buồn. Trước khi rời đi anh cũng tới tạm biệt từng người. Ngày thường Trác Tuấn rất yêu thương anh em, vì vậy thấy anh rời đi cũng làm mọi người rất buồn, đặc biệt là người anh em Tống Diệp. Vậy mà chưa kịp nói gì họ lại nhận được nhiệm vụ, vậy là tất cả mọi người phải nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó Trác Tuấn cũng phải buồn bã ra đi. Bạn gái anh nhận tin cũng đã quay lại đây tìm.
Nóng giận thì nói thế chứ sao có thể chia tay vậy được, từ giờ trở đi họ đã có thể ở bên nhau được rồi. Những ngày sau đó Tống Diệp cũng không còn động lực luyện tập nữa, từ sau khi Trác Tuấn rời đi không khí ở Thập Lý Đài như trùng xuống, Tống Diệp thì đi đến đâu cũng nhớ tới hình bóng của người anh em, trước giờ họ làm gì cũng cùng nhau, thế mà giờ ở đây chỉ còn mình anh. Ở chỗ Hứa Thấm, cô gái được Trác Tuấn cứu hiện giờ đang phát điên, sau tai nạn dung mạo của cô ấy đã bị phá hủy hoàn toàn, là người nổi tiếng mà giờ thành như vậy thì sống làm gì nữa. Dù có khuyên nhủ như thế nào cô ấy cũng không chịu nghe, thấy cô ấy như thế Hứa Thấm đành phải nói ra sự thật, lính cứu hỏa cứu cô ra ngoài cũng bị hủy dung, không những thế cánh tay anh ấy còn bị thương tật vĩnh viễn, cũng vì vậy mà phải rời khỏi đội cứu hỏa, nếu giờ cô từ bỏ mạng sống thì cố gắng của anh ấy cũng như không, nghe đến đây cô ấy mới chấp nhận việc chữa trị. Sau khi xong việc Hứa Thấm cũng cùng anh trai trở về nhà, hai người họ thật sự rất sợ mẹ, ngay từ nhỏ họ đã bị bà quản từng chút một, hôm nay bà còn bắt hai người đi xem mắt, dù không muốn cả hai cũng không dám cãi lại. Hứa Thấm cuối cùng vẫn phải đi xem mắt cùng Tưởng Dụ, đây là mối hôn sự được gia đình sắp xếp, đương nhiên cả hai chưa ai muốn lập gia đình cả, họ chỉ nói chuyện vài câu cho có mà thôi, ai cũng mong cảnh tượng ngại ngùng này nhanh chóng qua đi, thấy thế Hứa Thấm đành tìm cớ rời đi trước. Về đến nhà cô cũng nói thật rằng mình đã có người yêu, thế nhưng nếu không phải hôn sự do bà sắp xếp bà sẽ không đồng ý, năm xưa cũng chính bà đã ngăn cản tình cảm của Hứa Thấm và Tống Diệp, bà không muốn phải làm chuyện đó thêm một lần nào nữa, nghe vậy cô nàng cũng không dám nói gì nữa. Chán nản cô đã gọi anh ra ngoài để gặp mặt, cả buổi hôm đó Hứa Thấm luôn trong tình trạng không có sức sống. Tống Diệp nhận ra cô có tâm sự nên cũng hỏi thẳng, giờ cô nàng mới cho hay mình có chuyện muốn nói với anh, cô rất cảm ơn việc anh đã cứu mình nhiều lần, vì thế mới dùng bữa cơm này cảm ơn anh, rồi sau ngày hôm nay hai người sẽ không ai nợ ai cả. Cô nàng không muốn trở mặt với mẹ nên đành phải làm thế, anh nghe thế thì rất thất vọng, người quay về tìm anh cũng là cô, người chủ động làm hòa cũng là cô, thế mà giờ lại bảo không ai nợ ai. Nói đến đây anh cũng chẳng còn gì để nói thêm hết, đúng lúc đó thì quán ăn đối diện lại có đám cháy, không nghĩ ngợi nhiều anh lập tức chạy đến giúp đỡ, thấy vẫn còn có người bên trong là anh lập tức xông vào, nhờ vậy mới có thể cứu được bếp trưởng ra ngoài. Ngoài ra ở đó còn có một cô gái mắc kẹt, cô ta do quá sợ hãi nên không thể chạy được nữa, thấy vậy Tống Từ cũng đành phải bế cô ra ngoài. Sau đó anh cùng Hứa Thẩm đã phối hợp để dập lửa, nhờ được ứng cứu kịp thời mới có thể ngăn chặn được hỏa hoạn. Vô tình sao cô gái kia lại là bạn của Hứa Thẩm, biết cô có quen với Tống Diệp, thế là cô ta liền xin cách liên lạc để cảm ơn, với tính cách của mình Tống Từ đâu có cần người khác trả ơn chứ, thấy anh lạnh lùng với cô gái khác vậy cũng làm Hứa Thấm rất vui. Sau khi trở về mọi người lại vô tình chạm mặt nhau ở quán của Diệt Kiêu, cả buổi hôm đó Tiểu Nhiêu cứ chăm chú với chiếc điện thoại, hỏi ra thì biết được đối phương đã đồng ý ăn tối cùng cô, khi nghe cái tên Tống Từ đã làm mọi người vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Hứa Thấm cô nàng có vẻ rất buồn khi nghe chuyện này. Tối đó cô đã một mình uống rất nhiều, trong cơn say cô quyết định sẽ đi tìm Tống Diệp để hỏi rõ. Hai người anh trai không cần nghĩ cũng biết mục đích của cô, thế là cũng lái xe âm thầm đuổi theo, mượn cơn say cô nàng đã tìm đến nhà của Tống Diệp để quậy một trận, trạch diễu thật sự không thể ngăn được cô nàng say xỉn này. Đúng lúc đó Tống Diệp cũng vừa hay trở về, lần này cô đến đây để mắng cho anh một trận, mặc cho ai có ngăn cản cô nàng cũng muốn nói hết tất cả, những gì chất chứa trong lòng mấy năm này cô muốn nói cho hết. 10 năm nay cô đã cố gắng rất nhiều, cô liều mạng học ngành y là vì muốn có một công việc, sau khi tự lo cho bản thân thì có thể ở bên anh. Còn anh thì sao, ngoài việc yêu cô ra anh làm được gì? Đã bao giờ anh thật sự cố gắng đến bên cô hay chưa? Cô thật sự không hề thấy được sự cố gắng của anh. Nói xong cô cũng cùng Diệt Kiêu rời đi. Sau một lúc đấu tranh Tống Diệt cũng hiểu ra, anh muốn đuổi theo để níu kéo nhưng đã muộn, Hứa Thắm đã được anh trai đưa về mất rồi. Lần trước cũng như thế, Yến Thần từng đến trường đánh nhau với Tống Diệp, khi đó cô cũng chọn gia đình mà bỏ lại anh một mình. Nhưng lần này anh lại không thể bỏ những lời nói của Hứa Thầm ngoài tai, có những chuyện anh làm nhưng không thể cho cô biết được. Không ngờ việc này lại dẫn đến hiểu lầm như vậy. Còn ở chỗ Yến Thần, anh cũng rất sợ việc em gái bỏ rơi mình. Từ nhỏ hai người đã ở bên cùng nhau bị mẹ kiểm soát, giờ cô lại bỏ đi khiến anh cảm thấy bất an. Cũng vì vậy anh mới không muốn cho cô qua lại với Tống Diệp. Sau một đêm suy nghĩ, Tống Diệp cũng đã thông suốt. Lần này anh sẽ tìm đến và nói rõ mọi việc với Hứa Thẩm. Được anh hẹn gặp, cô cũng tức tốc chạy ra ngoài. Cả hai đều chưa ăn gì nên Hứa Thẩm đã mời anh lên nhà mình ăn cháo. Ở một mình nên trong nhà chỉ có gạo mà thôi, đến lúc này hai người mới có cảm giác ấm áp khi chung một nhà. Chờ đợi một hồi lâu, Tống Diệp cũng phải nói ra tiếng lòng, những lời hôm qua cô đã nói anh không thể quên được, nhất là câu nói sau này cô sẽ không chủ động đến tìm anh nữa, lần này anh sẽ chủ động nếu Hứa Thẩm có thể đợi anh. Câu hỏi này khiến cô nàng không biết phải trả lời làm sao. Cô yêu anh là thật, nhưng cũng không thể vì anh mà phản bội lại gia đình mình. Lần này có vẻ Tống Diệp rất quyết tâm, chỉ cần cô tin tưởng anh, lần này cả thế giới cứ để cho anh. Hứa Thẩm rất hạnh phúc khi nghe anh nói câu này, thế nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra câu trả lời. Thấy cô do dự, anh cũng không nói gì nữa mà bỏ đi. Trước đây cô từng chống đối gia đình vì anh một lần, nhưng lần đó mẹ cô đã tí nữa là từ mặt cô. Với Hứa Thẩm đương nhiên là không muốn mất gia đình này, họ thật sự cũng rất yêu thương cô từ bé đến giờ.
ở giữa hai mối quan hệ khiến cô nàng không thể lựa chọn. Về đến trạm cứu hỏa, ngày hôm nay đã có chỉ huy mới đến để thay thế Trác Tuấn. Anh chàng này tên là Tưởng Dụ, người đã dùng mối quan hệ để vào đây, gia đình anh ấy cũng rất giàu có. Vì vậy mà Tống Diệp không ưa gì chỉ huy mới này, hình bóng của Trác Tuấn trong lòng Tống Diệp quá khó để bị thay thế, đặc biệt là một người chỉ dùng đến quan hệ gia đình. Ở chỗ của Yến Thần do buồn bã nên anh uống khá nhiều, không thể lái xe nên đành nhờ người lái hộ. Người đến là Diệp Tử, cũng là nhân viên quán bar của Diệt Kiêu. Cô ấy có khuôn mặt rất giống với Hứa Thẩm, cứ làm Yến Thần hiểu lầm. Cô gái này hình như cũng có tình cảm với Yến Thần, nhưng anh thì từ nhỏ đã sống như một người vô cảm. Bản thân anh không hề để ý đến suy nghĩ của người khác đâu. Ngày hôm sau ở trạm cứu hỏa cũng có tập huấn. Nhìn thấy cách luyện tập của mọi người đã làm Tưởng Dụ bị choáng. Đúng là cách tập luyện của Thập Lý Đài là huấn luyện địa ngục. Anh ta liền mang chuyện này đến nói với Tống Diệp, nhưng mà cũng chẳng thay đổi được gì. Vì những bài luyện tập này là do Tống Diệp bày ra mà. Tống Diệp cho hay nếu bản thân quá yếu kém, khi gặp vấn đề thì chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nghe đến đây Tưởng Dụ không còn có thể tranh cãi nữa. Để có thể hiểu được mọi người, Tưởng Dụ đã quyết định sẽ cùng luyện tập. Anh muốn dùng cách này để kéo thêm quan hệ. Ý chí quyết tâm là thế nhưng thể lực lại trụ không nổi. Chưa được nữa chặng đường anh đã suýt tắt thở rồi. Khi mà mọi người đã quay lại vẫn chưa thấy Tưởng Dụ đâu. Chờ đến tận khi trời mưa vẫn chưa thấy chỉ huy đâu. Tống Diệp thấy vậy đã có ý định đi tìm. Cũng may mà anh ấy vẫn kịp thời quay trở về. Anh vẫn kịp chụp hình để làm bằng chứng mình đã hoàn thành cuộc huấn luyện. Ai cũng thấy được ý chí quyết tâm của anh ấy. Tưởng Dụ biết mình chưa thể hòa hợp với mọi người, đặc biệt là với trạm trưởng Tống Từ. Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình cũng có thể là một phần của Thập Lý Đài. Đứng từ trên lầu, Tống Diệp cũng đã âm thầm công nhận anh chàng này. Dẫu không nói gì nhưng Tống Diệp vẫn chuẩn bị thuốc cho Tưởng Dụ. Bản tính anh là thế, rất quan tâm người khác nhưng lại không biết nói ra. Ở nhà, Hứa Thẩm cũng đang tìm gặp và nói chuyện với mẹ. Cô vẫn có ý định muốn tiến tới với Tống Diệp. Bà ấy vẫn chấp nhất với quyết định của mình. Đó là bà sẽ không để con gái vì một người đàn ông mà chống lại cái nhà này. Tuy những năm nay cô đã cố gắng phấn đấu để chứng minh năng lực của mình, nhưng với bà mà thấy thì Hứa Thẩm cũng chỉ là cô con gái bướng bỉnh mà thôi. Cô có giải thích như thế nào thì bà ấy cũng không thèm nghe. Ở Thập Lý Đài, Tưởng Dụ vẫn đang nói chuyện với anh em. Những lính mới đã hoàn thành rất tốt bài huấn luyện của mình. Thế nhưng đến giờ họ vẫn chưa được ra ngoài để làm nhiệm vụ. Họ cứ nài nỉ làm Tưởng Dụ cũng phải động lòng. Vậy là liền tìm gặp Tống Diệp để thương lượng. Nhưng đương nhiên là Tống Diệp sẽ không đồng ý. Hiện trường vụ án không phải là nơi để chơi. Nếu không thể phản ứng trong tình thế cấp bách thì sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Anh đã chứng kiến không ít đồng đội phải hy sinh. Một người có gia thế như Tưởng Dụ sao cứ phải quan tâm đến chuyện này. Nghe đến câu nói này, Tưởng Dụ đã không nhịn được nữa. Đúng, anh có gia thế từ gia đình, nhưng đây không liên quan đến chuyện anh đến Thập Lý Đài. Tưởng Dụ yêu thích công việc này, muốn cống hiến cho đất nước, thế thì có gì đáng để bị xem thường. Hiện giờ anh chưa được mọi người công nhận, nhưng Tưởng Dụ hứa sẽ chứng minh bằng chính quyết tâm và thực lực của mình. Nói xong anh cũng bỏ đi trong tức giận. Việc Tống Diệp lạnh lùng như thế cũng là có lý do. Năm xưa bố anh làm việc trong công trình của nhà họ Mạnh, ông cũng là một người chính trực và rất hay giúp đỡ người khác. Thấy rất nhiều đồng nghiệp bị sa thải mà không hề có bồi thường, không chịu được ông liền đứng lên đấu tranh vì mọi người. Chuyện này cũng được truyền tới tai bố mẹ Hứa Thẩm. Đầu tiên ông bố định bỏ ra ít tiền bồi thường cho xong chuyện, thế nhưng bà mẹ lại không muốn như vậy. Với tính cách của mình, bà sẽ không bao giờ chịu xuống nước. Chỉ vài công nhân mà có thể uy hiếp được họ thì sao mà được. Không lâu sau đó bố của Tống Diệp cũng bị sa thải. Thật không ngờ người tố cáo ông lại chính là đồng nghiệp ông từng giúp đỡ. Mẹ anh sau khi biết tin cũng rời bỏ hai bố con mà đi. Khi đó anh đã cố đuổi theo gọi mẹ nhưng kết quả vô vọng. Trong một lúc mà mất hết tất cả làm bố Tống Diệp hết sức đau lòng. Ông ngày ngày chìm đắm trong cơn say để quên đi sự đời. Cho đến một ngày anh phát hiện thì ông đã chết cóng ngoài đường rồi. Đó cũng là ngày anh mất tất cả và dần dần trở thành con người lạnh lùng như ngày hôm nay. Hôm sau cuối cùng mấy anh em mới đã được làm nhiệm vụ, mà nó cũng chỉ là việc bắt ông hết sức đơn giản mà thôi. Lần đầu được ra quân khiến chàng trai trẻ vui lắm, còn nhờ Tống Diệp quay video để gửi về cho mẹ. Trong lúc đùa giỡn họ lại phát hiện còn một tổ ong nữa. Tống Việt thấy nguy hiểm liền chạy tới ứng cứu. Kết quả là được vác vào bệnh viện với hai vết đốt trên mông. Người xử lý vết thương cho anh lại chính là Hứa Thẩm. Anh dù ngại ngùng thì cũng vẫn phải để cho cô nàng xử lý. Hứa Thẩm trông có vẻ rất tận hưởng cơ hội này. Sau khi ra ngoài anh lại chạm mặt với Mạnh Yến Thần. Tưởng rằng Tống Diệp cố tình tiếp cận em gái đã làm Yến Thần không vui, vừa định mở miệng lại bị Tống Diệp mắng cho một trận. Ai cũng biết anh ấy có tình cảm với Hứa Thẩm, nhưng dù sao Yến Thần vẫn là anh em với cô ấy, bản thân còn chẳng dám sống bằng con người thật, thế thì lấy quyền gì mà cấm đoán Hứa Thẩm kia chứ. Bị nói như thế khiến Yến Thần không thể đáp trả. Về đến nhà anh liền muốn nhắc nhở em gái tránh xa Tống Diệp, nếu được thì hãy nghỉ luôn ở bệnh viện, anh thừa sức có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn. Hứa Thẩm không vui khi anh cũng không công nhận cố gắng của mình. 10 năm trước bị ngăn cấm thì không có gì để nói, nhưng giờ cô và cả Tống Diệp đều có công việc và cũng đã chứng minh được bản thân, thế thì tại sao vẫn bị ngăn cản kia chứ? Cô không muốn tranh cãi với Yến Thần vì chuyện này lần nào nữa, biết mình không kiểm soát được em gái nữa đã làm anh vô cùng đau lòng. Tối đó anh liền chạy đến chỗ của Diệt Kiêu uống rất nhiều, vô tình lại trông thấy Diệp Tử đang bị một số người giỡn trò. Thấy bọn kia quá hống hách, anh liền cho chúng một trận.
Tâm trạng đang không vui, anh xả hết lên người bọn chúng. Đến lúc rời đi anh lại gặp lại Diệp Tử. Dẫu là sinh viên nhưng cô ấy lại làm không ít công việc. Một người nghèo như cô ấy nếu không cố gắng sẽ không đủ tiền học. Nghe vậy anh cũng muốn giúp đỡ cô nàng. Cùng lúc đó phía sở cứu hỏa lại có nhiệm vụ. Đang có một đám cháy ở khu nhà hoang. Nơi này bị bỏ hoang cũng nhiều năm nên không có ai ở cả. Giờ nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là dập lửa mà thôi. Thế nhưng nhờ máy bay không người lái của Tưởng Dụ, Tống Diệp vô tình phát hiện có gì đó không đúng. Rất có khả năng bên trong vẫn còn có người ở. Vậy là liền cùng vài người đi vào để kiểm tra. Giữa đường thì ống nước đã dùng hết, không còn cách nào đành phải gọi thêm người vào nối dây. Lần này Đại Bằng cũng được vào bên trong làm nhiệm vụ. Lần đầu được vào hiện trường khiến cậu ấy rất hào hứng. Nhưng đám cháy thật sự rất khác với huấn luyện, sẽ có những tình huống không ngờ đến xuất hiện. Lần đầu nên chưa hề có kinh nghiệm, Đại Bằng lúc đầu vẫn chưa thể phản ứng kịp với mọi thứ. Cũng may là Tống Từ cùng những người khác có mặt ở đây, không mất quá nhiều thời gian để đưa hai bà cháu ra khỏi đám cháy. Sau đó cũng nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện. Sau khi xong việc quay về thì trời cũng đã sáng. Hiện giờ cô bé vẫn đang được cấp cứu còn người bà đã không thể qua khỏi. Mọi người nghe thấy tin này thì cũng rất buồn. Đến giờ Tưởng Dụ cũng đã hiểu những câu nói trước kia của Tống Diệp. Khi có đám cháy thật sự chuyện gì cũng có thể xảy ra. Để sốc lại tinh thần, Tống Diệp đã động viên từng người. Dù sao thì họ cũng đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Cũng may là cháu bé sau cùng đã tỉnh lại. Rất nhiều phóng viên đến để phỏng vấn bác sĩ về tình trạng của cô bé. Họ đều mong muốn tìm được bố mẹ cho cô bé. Thế nhưng Hứa Thẩm lại không cho rằng đó là đúng. Bố mẹ mà đã bỏ rơi con cái của mình thì không còn xứng là bố mẹ nữa. Ở phía sau, Tống Diệp vô tình nghe được tất cả. Anh nhớ lại chuyện lúc trước khi mình đến tìm mẹ, bà ấy đã có gia đình khác và không hề muốn nhận lại anh. Anh rất đau lòng khi nhìn thấy tất cả. Anh cũng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tìm bà ấy thêm một lần nào nữa. Lúc đó Hứa Thẩm cũng ở bên nên hiểu hết tâm tình của anh lúc này. Thế nhưng chưa kịp nói gì với anh thì mẹ cô gọi điện đến. Bà ấy bắt cô nàng về để gặp mẹ của Tưởng Dụ. Hứa Thẩm hoàn toàn không hề có cơ hội để từ chối. Tưởng Dụ cũng biết rằng hai người không hợp với nhau. Với tính cách của mình anh sẽ không làm khó cô nàng. Vậy là trong bữa ăn anh cố tình làm ra những hành động thiếu lễ nghĩa. Mẹ anh thậm chí còn không hiểu tại sao hôm nay con trai lại ăn nói như thế. Chỉ có Hứa Thẩm là hiểu anh đang giúp mình. Ngay sau đó bố mẹ cô nàng cũng không còn bắt ép gì mối hôn sự này. Đứng ở ngoài nghe thấy chuyện này làm cô nàng vui lắm. Ở phía còn lại Tống Diệp cũng đang nhớ đến hình bóng của cô. Từng hình ảnh của Hứa Thẩm cứ chạy mãi trong đầu anh chàng. Anh hoàn toàn không thể quên được cô gái này. Ngày hôm sau lại có nhiệm vụ mới cho trạm cứu hỏa. Có một đám nhóc tự tiện chạy lên núi để thám hiểm. Đã hơn một ngày rồi mà vẫn chưa thấy bọn nhỏ trở về. Hiện giờ phụ huynh đang rất lo lắng, tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. Do đám trẻ lén lên núi nên không ai biết được bọn nhóc đã đi đâu. Đầu tiên là dùng máy bay của Tưởng Dụ đi thăm dò trên núi trước. Sau đó cũng bắt đầu chia đội lên núi để tìm kiếm. Càng lên cao không khí càng loãng và lạnh. Nếu không nhanh chóng tìm được chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may là cuối cùng cũng nghe được tiếng kêu cứu. Một trong số đó đã bị thương nên mới không di chuyển được. Không còn cách nào, Tống Diệp chỉ đành gọi điện cho Hứa Thẩm hỏi cách sơ cứu. Cô đang đi cùng anh trai nghe vậy cũng rất lo lắng. Nhờ có sự giúp đỡ của Hứa Thẩm mà tình hình đã ổn hơn. Trong khi đang đưa người xuống thì một đồng đội lại trượt chân, không thể bỏ lại cấp dưới. Tống Diệp cũng leo xuống, nhưng chân cậu ấy đã bị kẹt, phải có dụng cụ mới có thể lấy ra được. Giờ việc cấp bách là đưa bọn nhỏ xuống trước, sau đó mang dụng cụ quay lại cứu Tống Diệp và đồng đội. Thời tiết trên núi thật sự rất lạnh, đã thế mà hai người còn mắc kẹt ở một con suối, bị ướt càng khiến thân nhiệt của họ xuống nhanh hơn. Hứa Thẩm khi này cũng rất lo lắng cho sự an nguy của Tống Diệp. Đã khuya rồi vẫn chưa thấy anh chàng hồi âm gì cả. Cũng may là sau đó những anh em đã có mặt để giải cứu. Đến khi đưa được người xuống thì gia đình nạn nhân đã không còn ai ở đây. Họ sợ con họ sẽ bị phạt nên nhanh chóng bỏ đi rồi. Còn nhóm cứu hộ liều mạng như vậy cũng không nhận được một lời cảm ơn. Cái nghề của họ là vậy, mang trên vai trọng trách lớn lao là cứu người. Nhưng xong việc người ta có nhớ đến họ hay không thì không chắc. Càng làm nhiều nhiệm vụ, Tưởng Dụ càng nhận ra được nhiều thứ. Dẫu thế ai cũng muốn dốc hết sức cho công việc này. Đến lúc này Tống Diệp mới có thời gian trả lời tin nhắn của Hứa Thẩm. Nhận được tin bình an từ anh, cô nàng mới yên tâm đi ngủ. Nhờ sự kiện ngày hôm qua mà Tưởng Dụ đã nhận ra một vấn đề. Đó là trong tình huống khẩn cấp, đội của họ không hề biết cách sơ cứu. Đâu phải lúc nào bác sĩ cũng nhanh chóng có mặt để cứu người. Vì vậy mọi người đề nghị tạo thêm một nhóm y tế. Họ sẽ kết hợp với vài bác sĩ sẽ cùng nhau ra quân. Vậy thì trong tình huống đặc biệt sẽ giúp ích rất nhiều. Nghĩ vậy Tưởng Dụ liền mang chuyện này trình báo cấp trên. Những bác sĩ cũng sẽ được tập huấn quy tắc an toàn, vậy thì sẽ không cần phải lo họ gặp nguy hiểm. Mọi kế hoạch anh chàng đều đã lên chi tiết, thấy anh quyết tâm vậy cấp trên cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó anh cùng với Tống Diệp cũng đi đến bệnh viện, bàn bạc xong hai người lại chạm mặt với Hứa Thẩm. Tưởng Dụ không biết còn đi giới thiệu hai người với nhau, nhìn cái cách hai người nói chuyện khiến Tưởng Dụ chẳng biết họ có quen nhau không nữa. Anh tò mò cứ chạy theo hỏi Tống Diệp về quan hệ với Hứa Thẩm. Không lâu sau đó họ lại chạm mặt Mạnh Yến Thần. Ông Mai Tưởng Dụ lại lần nữa giới thiệu hai người với nhau. Cũng may là có người ở đây, không là hai anh chàng lại nhảy vào đấm nhau nữa rồi. Sau đó đã có một nhóm bác sĩ và y tá được đưa đến trạm cứu hỏa, trong đó cũng có cả Hứa Thẩm. Một nơi như này lần đầu tiên có gái đến làm mấy anh chàng vô cùng hào hứng.
Sau khi giới thiệu sơ qua, những cô gái cũng được dẫn đi tham quan. Nhân cơ hội này, Hứa Thẩm cũng muốn xem phòng ngủ của Tống Diệp. Đầu tiên Tống Diệp không đồng ý, nhưng đây cũng là phòng của Tưởng Dụ cơ mà. Vui chơi xong cũng đã đến lúc mọi người vào luyện tập. Mới ngày đầu cũng không thể quá nghiêm khắc với các cô nàng. Tống Diệp vẫn sợ Hứa Thẩm không theo nổi chuyện này, nhưng đây là điều mà cô nàng mong muốn. Giờ đã có thể đồng hành cùng anh rồi, không cần phải ở sau lo lắng cho anh nữa. Nghe những câu này cũng làm anh chàng khá hạnh phúc. Tối đó anh và Tưởng Dụ cũng bàn bạc về chuyện này. Đội y tế hiện giờ đang học cách tự bảo vệ mình, vậy thì thập lý đài cũng nên học một chút về sơ cứu. Thế thì lúc cần cũng có thể dùng tới. Nghĩ là làm sáng hôm sau họ đã nhờ Hứa Thẩm dạy mọi người cách sơ cứu. Nghe cô nàng cần người làm mẫu, vậy là mọi người liền đẩy Tống Diệp lên trước. Không dừng ở đó, cô nàng còn bắt anh phải cởi áo. Sau đó cũng bắt đầu diễn giải cho mọi người hiểu. Thấy mọi người cứ đem mình ra làm trò đùa, anh chàng liền tìm cớ bỏ đi. Trạm trưởng Tống nhà ta cũng biết ngại đó chứ. Nhờ có sự giúp đỡ của Mạnh Yến Thần, Diệp Tử đã tìm được việc làm. Cô đã được nhận vào làm trong một phòng triển lãm. Cô rất biết ơn sự giúp đỡ của anh. Thế nhưng Yến Thần vẫn đối xử với cô rất lạnh lùng. Cùng lúc đó lại có một vụ tai nạn trên đường. Chiếc xe bị lật khiến rất nhiều người bị thương. Một anh chàng đang cố gắng hết sức cứu người ra ngoài, từng người một được anh giúp đỡ trở ra. Đến lượt anh thì chiếc xe lại mất khống chế rơi xuống vực. Khi mọi người đến hiện trường đã thấy rất nhiều người bị thương, họ rất nhanh đã có thể bắt tay vào việc. Nhóm y tá thì xem xét tình hình nạn nhân, sau đó phân loại để đưa những người nguy hiểm đến bệnh viện. Còn anh em thập lý đài thì phải nhanh chóng xuống vực cứu người. Nhờ sự cố gắng của tất cả mà tình hình được giải quyết rất nhanh. Từng người một trong xe cũng được đưa lên trên an toàn. Lúc tưởng chừng đã xong, thì một cô gái chạy đến cho hay bạn trai mình vẫn còn dưới đó. Anh cũng là người đã anh dũng cứu tất cả ra ngoài. Nghe thế mọi người phải quay lại tìm kiếm thêm một lần nữa. Ở dưới vực thật sự quá sâu và không nhìn thấy gì cả. Nhưng may mà anh ta không rơi xuống đó. Chỉ là hiện giờ tình hình của anh có đôi chút nguy hiểm. Không ai dám manh động đưa anh lên. Không còn cách nào, Hứa Thẩm đành phải xuống để kiểm tra tình hình. Tống Diệt đương nhiên cũng đi theo để bảo vệ an toàn cho cô nàng. Xuống tới dưới, cô nàng cũng bắt đầu sơ cứu cho nạn nhân. Để anh ta không rơi vào giấc ngủ, cô nàng cũng hỏi rất nhiều thứ. Anh cũng bắt đầu kể về chuyện mình cứu người như thế nào. Lúc đầu thì anh cũng như những người khác muốn thoát thân ra ngoài. Nhưng anh không thể bỏ rơi bọn trẻ và phụ nữ được. Cứ từng người như vậy, cảm giác như sinh mạng của mọi người đang nằm trong tay anh. Điều này khiến anh không thể dừng lại được. Đến tận sáng Trần Vũ cũng được đưa lên trên. Sau khi đưa anh lên xe cấp cứu, nhiệm vụ của mọi người cũng gần như là xong. Để chúc mừng, mọi người đề nghị cùng nhau chụp một tấm hình ở đây. Mong sao đội hình của họ sẽ mãi đông đủ như thế này, không một anh em nào phải hy sinh nữa. Họ đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn rồi. Trở về với bệnh viện, nhờ đã được phân loại vết thương trước đó, những nạn nhân cũng được đưa đi điều trị rất nhanh, không cần phải mất thời gian kiểm tra nữa. Phóng viên cũng nhanh chóng có mặt để phỏng vấn anh hùng Trần Vũ. Nhưng khi nhắc tới chuyện này, bạn gái anh dường như không muốn nói gì cả. Không ngờ lại có vài cô gái khác đến và muốn tố cáo anh ấy. Họ cho rằng Trần Vũ là tên rác rưởi hại đời biết bao cô gái. Rất nhanh tin tức đã được đưa lên, hóa ra anh chàng Trần Vũ này lại là tên lừa đảo. Không ít cô gái bị anh ta lừa cả tình lẫn tiền. Họ vừa định đưa anh đến đồn cảnh sát thì chiếc xe lại bị tai nạn, vậy mà lại trở thành anh hùng trong mắt mọi người. Nhóm của chúng ta khá thất vọng khi biết được tin này, đúng là lòng người không biết đâu mà lần. Ngay sau đó Trần Vũ cũng thật sự bị cảnh sát đưa đi, những đứa bé được anh cứu cũng chạy đến cảm ơn. Với đứa bé, anh thật sự là một anh hùng. Sau khi nhận sai và trả lại hết số tiền đã chiếm đoạt, các cô gái cũng rút lại đơn kiện, dù sao trong thâm tâm anh cũng thật sự là một người tốt. Sau đó Tưởng Dụ cùng vài anh em cũng đi giúp Lý Manh xem xét hiện trường vụ án. Thông qua quan sát, cô nàng thấy ở đây có gì đó bất thường. Nơi này không giống như bốc cháy do tai nạn mà là có người cố tình đốt. Ông chủ ở đây cũng có những hành động rất đáng ngờ. Cô nàng đoán ra ngay có chuyện. Chưa kịp rời đi thì ông chủ đã gọi không ít người đến. Họ muốn dùng bạo lực để ép Lý Manh cấp giấy nhận định sự cố. Hóa ra chính ông ta đã phóng hỏa nhằm nhận tiền bảo hiểm. Đám người này thật sự rất hung hãn. Để bảo vệ Lý Manh, Tưởng Dụ liền mang thân mình ra che chắn. Anh còn dặn anh em là không được đánh trả. Nếu lúc này mà nhóm họ đánh người sẽ bị kỷ luật rất nặng. Cơ mà đối với Tống Diệp thì không như vậy. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Tống Diệp cũng không để anh em bị bắt nạt. Nhờ được tập luyện hàng ngày mà sức chiến đấu của anh em rất tốt. Mọi người chỉ cần câu đủ thời gian để cảnh sát tới là được. Sau khi xong việc thì đội y tế cũng có mặt. Hứa Thẩm cũng nhân cơ hội này xả giận cho mọi người. Bọn côn đồ dù biết cũng không thể phản kháng được. Mấy anh em nhờ chuyện này cũng được y tá chăm sóc tận tình. Có lẽ như sắp có vài cặp đôi chấm nở ở đây rồi. Chỉ có anh chị nhà mình là mãi không chịu mở lời với nhau. Tưởng Dụ không biết chuyện còn cứ mãi tâm sự với Hứa Thẩm. Dù sao hai người họ cũng có quen biết từ trước. Họ thì nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau. Thế mà người không vui lại là Tống Diệp nhà mình. Anh chàng ghen đến đỏ mặt rồi mà không làm gì được. Ngày hôm sau mọi người lại được gọi lên văn phòng để khiển trách. Đây cũng là chuyện thường ngày rồi nên không lạ nữa. Sếp cao lần nào cũng giả vờ mắng mỏ. Nhưng thật ra ông có bao giờ trách phạt mấy anh chị đâu. Lần nào lên đây cũng chỉ nghe ông mắng yêu vài câu. Sau đó nhận một hộp trà rồi quay về trách phạt. Vừa ra ngoài, Tưởng Dụ lại nhắc đến Hứa Thẩm. Anh cho rằng cô nàng cũng có đôi chút đáng yêu, thế nên anh muốn nhân cơ hội này theo đuổi cô ấy. Tưởng Dụ cứ làm nhảm làm Tống Diệp muốn phát điên.
đã muốn cua cô gái của anh còn đi nhờ anh chỉ cách. Thông qua chuyện này Tưởng Dụ đã gài cho Tống Diệp phải nói ra, giờ thì không thể chối rằng Tống Diệp không thích Hứa Thẩm. Lần đầu chơi được chạm trưởng khiến Tưởng Dụ hả dạ lắm. Hôm sau khi trở về thì những anh em bị đánh cũng được triệu tập, họ phải đến đồn cảnh sát chỉ điểm bọn côn đồ. Mới đầu chúng vẫn còn hống hách lắm, thế nhưng khi nghe tới việc tấn công người thi hành công vụ sẽ phải ngồi tù, lúc này bọn chúng mới biết chữ sợ viết thế nào. Sau một màn như vậy cũng làm anh em hả dạ lắm, đâu cần phải dùng bạo lực cũng có thể trừng trị được đám côn đồ kia. Mấy anh em lại tiếp tục có tinh thần luyện tập rồi. Khi này Tưởng Dụ đang đau đầu vì nỗi lo của cấp dưới. Có nhiều anh em do nhà xa nên nhiều năm vẫn chưa được về với gia đình, giờ cho họ về cũng không được, mà nếu đón người nhà lên đây thì chi phí sẽ rất lớn. Tưởng Dụ muốn bỏ tiền túi ra nhưng Tống Diệp không đồng ý. Giờ Tống Diệp cũng phải công nhận Tưởng Dụ rất đáng làm chỉ huy. Nghe hết câu chuyện Hứa Thẩm cũng nảy lên một cách. Trong bữa ăn mọi người đã chuẩn bị tất cả, chỉ cần vừa nếm thử đã có người nhận ra mùi vị quen thuộc, đây rất giống với mùi vị món ăn mà người nhà họ làm. Hóa ra để anh em đỡ phần nào nhớ nhà, Tưởng Dụ đã nhờ người thân đích thân vào bếp nấu ăn, sau đó gửi hỏa tốc đến đây cho mọi người. Nhận được những lời nhắn khiến ai cũng cảm động, đi làm xa nhà ai cũng mong muốn nhìn thấy người nhà mình khỏe mạnh, đây cũng là động lực rất lớn để mọi người cố gắng. Cách này của Hứa Thẩm thật sự là hiệu quả. Ăn uống xong mọi người cũng bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Một ông chú không hiểu bằng cách nào lại bị mắc kẹt trong chính căn nhà của mình. Khi cứu được người ra thì biểu cảm của ông ta không đúng cho lắm. Hứa Thẩm vừa nhìn đã nhận ra lão Dương không ổn, mà nếu muốn biết chắc là bệnh gì phải đến ngay bệnh viện để kiểm tra. Lão Dương sợ tốn tiền nên không muốn đi. Ông đang khỏe mạnh như vậy thì có bệnh gì được. Không muốn tranh cãi gì ông liền đuổi cô nàng ra ngoài. Sau một lúc thấy trong phòng không còn tiếng động nữa, nhận ra vấn đề Hứa Thẩm đã nhờ người phá cửa xông vào. Nhờ vậy mới biết ông ngất xỉu mà đưa đến bệnh viện. Nhờ phán đoán kịp thời của Hứa Thẩm mà lão Vương đã được cứu. Sau bao nhiêu cố gắng chủ nhiệm Từ cũng đã công nhận cô nàng. Trước giờ ông không thích cô cũng là vì nhà họ Mạnh. Ông là người chính trực nên không hề thích những người dựa vào quyền thế xíu nào. Thế nhưng ngày hôm nay ông phải công nhận là cô nàng rất giỏi. Đợi sau khi tập huấn với trạm cứu hỏa kết thúc, ông muốn cô quay về bệnh viện, vì ông cảm thấy đội hợp tác không thực tế cho lắm. Nhận được sự công nhận của chủ nhiệm Từ cũng làm cô nàng rất vui. Khi này mẹ của cô nàng cũng đã phát hiện việc Hứa Thẩm đang ở cùng với Tống Diệp. Ngay cả việc lần trước Yến Thần giúp anh em nhà Tống Diệp đóng tiền phạt, bà ấy cực kỳ không vui khi hai đứa con lại lén làm những việc này sau lưng mình. Trước mặt bà ấy Mạnh Yến Thần không dám trả lời dù chỉ một câu, chỉ biết đứng chịu trận thay cho em gái. Ngày hôm sau Tưởng Dụ đã nhận được không ít đơn tố cáo, người nhà của y tá trong đội phối hợp không thích việc con cái của họ lại xuất hiện ở những nơi nguy hiểm, vậy là liền muốn giải tán đội phối hợp, và người đâm đơn kiện không ai khác ngoài mẹ của Hứa Thẩm. Ngay sau đó Tống Diệp cũng phải đích thân gặp mặt bà ta. Hai nhà bọn họ có rất nhiều hận thù với nhau. Ngày trước nếu không vì bà thì bố anh đã không chết. 10 năm nay anh cũng rất khổ sở nhờ sự chăm sóc tận tình của bà ấy. Có lần chú phải ở chỗ đông người quỳ xuống cầu xin bà ta. Lần này bà đến để đe dọa Tống Diệp tránh xa con gái mình ra. Nếu không thì bà sẽ để chuyện nhiều năm trước tái diễn lần nữa. Tống Diệp ngày hôm nay đã không còn là cậu nhóc năm nào. Anh không sợ những lời đe dọa của bà đâu. Khi trở về trạm cứu hỏa anh lại vô tình trông thấy Hứa Thẩm bị ướt. Bản thân dù rất lo lắng nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể giúp cô làm khô mái tóc của mình. Trong tình cảnh này anh lại nhớ đến khoảng thời gian hai người quen nhau. Khi đó cũng có lần cô nàng bị ướt như thế, anh cũng nhẹ nhàng giúp đỡ cô nàng như lúc này. Khi đó mong muốn duy nhất của anh là thi vào trường quân đội, sau đó đường đường chính chính cưới cô về làm vợ. Hứa Thẩm không hiểu sao giờ anh lại trở thành lính cứu hỏa như thế. Tống Diệp chỉ có thể trả lời rằng anh thi không đậu, nhưng cô biết đây chỉ là lời nói dối. Dù thế nhưng hỏi cỡ nào anh cũng không trả lời. Cô nàng biết anh có rất nhiều việc giấu mình, nó chỉ làm kéo xa khoảng cách của hai người mà thôi. Thế nhưng Tống Diệp lại không muốn dây dưa đến đoạn quá khứ đó nữa. Cả hai đều không dám chắc mối quan hệ của họ lúc này là gì. Đúng thật là có thích đối phương, nhưng rồi làm sao chứ họ vẫn không thể đến với nhau được. Đằng nào thì qua ngày hôm nay họ sẽ không còn ở bên nhau như vậy nữa. Tối đó mọi người cũng tổ chức tiệc chia tay nhóm y tá. Thí nghiệm lần này cũng giúp mọi người học hỏi thêm rất nhiều thứ. Đây cũng được coi là thành công nho nhỏ của nhóm hợp tác. Trong khi vui vẻ họ cũng tâm sự rất nhiều về niềm vui trong công việc, tuy là nặng nhọc và nguy hiểm, nhưng mà ai cũng cảm thấy tự hào về công việc này. Thế nhưng với Hứa Thẩm thì lại thấy khác, cô không phủ nhận công việc nào cũng đáng được tôn trọng, nhưng cũng không thể xem nhẹ chuyện hy sinh vì lý tưởng anh hùng. Nghề nghiệp dẫu sao cũng là nghề nghiệp, không nên khoác lên người lớp hào quang anh hùng, để rồi tự tạo áp lực cho bản thân mình. Tống Diệp không hề đồng ý với ý kiến này của Hứa Thẩm, hai người liền đi ra ngoài để nói chuyện. Anh cho rằng cô đang xem thường sự hy sinh của mọi người, rất nhiều đồng đội của anh bao năm không được về nhà. Thậm chí có người còn phải hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, vậy mà cô lại cho rằng đó chỉ là giấc mộng anh hùng. Nói như vậy thì ai mà không tức được kia chứ, anh cho rằng cô chỉ đứng trên cao rồi nhìn xuống, mãi mãi sẽ không thể hiểu được những người như bọn họ. Nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm tâm ý của cô nàng, Hứa Thẩm chỉ không muốn anh quá áp lực mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy anh vì sứ mạng mà mạo hiểm, lúc đó bản thân cô và những người thân đều rất lo lắng, chứ bản thân cô không hề xem nhẹ công việc của mọi người. Trong lúc đi xem xét xung quanh cô nàng vô tình tìm được chiếc bật lửa.
biết anh vẫn còn giữ nó đến ngày hôm nay làm cô nàng cực kỳ hạnh phúc, giờ cô cũng biết là anh chưa bao giờ quên được cô cả. Sau tối hôm đó mọi người cũng phải rời đi, Tống Diệp vẫn đứng trên lầu âm thầm quan sát cô nàng, bản thân anh vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nói với cô. Nhiều năm về trước anh thật sự đã gia nhập quân đội, không những thế còn là đặc chủng binh dẫn đầu chiến tuyến. Trong một lần tổ đội của anh đã vây bắt một nhóm tội phạm nguy hiểm, vũ trang của chúng khá mạnh khiến mọi người không tấn công được. Thấy thế Tống Diệp đã một mình lẻn vào trong, từ phía sau đánh tới khiến đám người đó không kịp trở tay. Anh phải nhanh chóng giải quyết tên bắn tỉa để mọi người có thể tràn vào. Khi anh xử lý được hắn thì lại có chi viện, dù khả năng chiến đấu rất tốt nhưng vẫn phải trúng đạn. Lúc anh tỉnh lại thì nhiệm vụ đã xong, cũng may mà chiếc bật lửa đã đỡ giúp anh một phát chí mạng, chứ không thì giờ anh cũng đi rồi. Khi được đưa đến bệnh viện anh cũng thú nhận với đồng đội, sau khi thăng chức anh nhất định sẽ tìm và cưới cô gái này, vậy mà không hiểu lý do tại sao anh lại rút lui khỏi quân đội, sau đó về làm việc ở đội cứu hỏa thập lý đài. Nhóm y tá của chúng ta sau cùng cũng trở về bệnh viện, ở đây Hứa Thẩm cũng tiếp tục hỏi đồng nghiệp về thiên chức của việc làm nghề. Đương nhiên là mọi người đều cảm thấy vinh dự khi cứu được một sinh mạng, làm bác sĩ không phải chỉ vì công việc và kiếm tiền. Họ còn phải yêu nghề và có tâm với nó nữa, nhưng đối với Hứa Thẩm thì khác. Mới đầu cô chọn nghề này là vì tìm một công việc ổn định, có thể tự nuôi sống bản thân và thoát khỏi sự khống chế của mẹ. Như vậy cô mới có thể đến bên Tống Diệp, bởi vậy mà đối với cô nghề gì cũng như nhau thôi. Từ phía sau chủ nhiệm Từ cũng nghe hết mọi chuyện, ông luôn chú ý quan sát từng hành động của Hứa Thẩm. Ông cũng biết cô là một nhân tài trong ngành, nhưng cũng vì suy nghĩ của cô khiến ông không thể chịu được. Họ làm nghề không thể chỉ vì tiền, mà phải đặt cái tâm vào đó. Hứa Thẩm chưa bao giờ đứng trên góc độ của bệnh nhân mà suy nghĩ, với cô thì việc duy nhất là điều trị bệnh nhân cho tốt, còn tâm ý của họ cô không thể hiểu được. Đây mới là nguyên do khiến chủ nhiệm Từ luôn hà khắc với cô, ông cảm thấy rất tiếc cho một nhân tài nếu cứ hành động như vậy. Sau đó bệnh viện cũng có diễn tập cứu hỏa, Hứa Thẩm được giao nhiệm vụ là nạn nhân bị bỏ lại, phải chờ người của đội cứu hỏa đến giải thoát cho mình. Đến lúc diễn tập mọi người cũng làm đúng kịch bản là di tản hết, Hứa Thẩm thì làm nạn nhân ở lại phòng thuốc. Cô chờ rất lâu cũng không có ai đến cứu hết, may mà Tống Diệp vừa hay đi ngang kiểm tra mới phát hiện được cô. Đội của anh đâu có biết gì về cái kịch bản này, làm gì có ai mắc kẹt mà không kêu cứu như cô chứ. Nếu đây là đám cháy thật thì giờ cô đã là cái xác rồi, cô nàng quê đến nỗi không biết trả lời như thế nào. Đúng lúc đó lại có dư chấn của động đất, anh rất nhanh đã dùng thân mình che chắn cho cô nàng. Ở gần đây vừa có một trận động đất rất lớn, anh và mọi người phải nhanh chóng đến đó để ứng cứu. Vụ động đất này thật sự quá lớn, tất cả những đội cứu hộ ở gần đó đều được cử đi làm nhiệm vụ. Thời gian càng lâu thì khả năng cứu được nạn nhân sẽ càng thấp, không chỉ đội cứu hộ mà cả bệnh viện cũng phải hành động. Họ huy động ngay một tổ đến hiện trường giúp chữa trị cho những người bị thương. Nhiệm vụ lần này sẽ có phần cam go và không ít nguy hiểm. Dù vậy vẫn có không ít người xung phong ra chiến tuyến làm nhiệm vụ. Trước khi đi mọi người cũng dành thời gian gọi điện thông báo cho gia đình. Yến Thần nghe em gái đến nơi nguy hiểm thì rất lo lắng, nhưng chuyện này có liên quan đến an nguy của rất nhiều người. Nếu cứ chậm trễ thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Khi đến được nơi đã thấy ở đây như một đống đổ nát. Những người may mắn thoát nạn cũng đã tập trung lại, nhưng cũng có không ít người đang mất tích, họ phải nhanh chóng tìm kiếm người còn sống. Rất nhiều người nhờ vậy mà đã giữ được tính mạng. Dưới đống đổ nát họ còn phát hiện một thanh niên, cánh tay anh đã bị đè đến tàn phế, phải nhanh chóng cứu anh ấy ra trước khi máu chảy hết. Tống Diệp dùng chính thân mình để đỡ lấy một mạng tường, ở trên thì dùng búa tạ đập xuống để cứu người. Chàng trai trẻ kia cũng là một bác sĩ ngoại khoa, cậu ấy cũng đoán được tình hình cánh tay của mình, sau này sẽ không thể cầm dao phẫu thuật được nữa, nhưng giờ tính mạng là quan trọng nhất. Sau một lúc đập phá cũng đã cứu được cậu ấy ra ngoài. Nhóm bác sĩ cũng bắt đầu dựng trại để điều trị. Họ phải làm phẫu thuật cho nạn nhân ngay tại chỗ. Mọi người hầu như đều hoạt động hết công sức của mình. Đã hơn mười mấy tiếng mà chưa ai dám nghỉ tay dù chỉ một phút. Tống Diệp vô tình trông thấy điểm khác lạ của Giang Nghị. Hỏi ra thì mới biết nhà của anh cũng đã bị sập. Đến giờ anh vẫn chưa thể liên lạc được với người nhà. Điều này khiến Giang Nghị cực kỳ lo lắng. Để trấn an đồng đội, Tống Diệp cũng hứa sẽ nhờ người tìm kiếm người nhà của Giang Nghị. Còn họ phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức cứu người. Chưa kịp nói xong thì lại có dư chấn, cũng may là họ chạy kịp chứ không cũng bị chôn vùi rồi. Sau dư chấn lại có thêm không ít người bị thương, làm việc của mọi người càng lúc càng nhiều, phải đến tận đêm họ mới có thời gian để ăn uống một chút. Giang Nghị vẫn đang rất lo lắng cho tình hình của mẹ mình, cũng may là ở đây vẫn có đồng đội giúp anh lấy lại tinh thần. Nếu mà gục xuống trong lúc này thì không biết phải làm sao nữa. Chưa được bao lâu họ lại phải tiếp tục công việc, dưới đống đổ nát có phát hiện rất nhiều sự sống, thế là mọi người phải tức tốc di rời đống này để cứu người. Gần 24 tiếng chưa chợp mắt cũng khiến mấy anh em xuống sức rất nhiều, thấy mọi người cực khổ như vậy cũng làm Hứa Thẩm rất xót xa. Sau khi mở được một lối vào thì cũng đến lúc cử người xuống kiểm tra. Bác sĩ cũng đi theo để xem xét tình hình nạn nhân, chỉ cần người còn sự sống sẽ nhanh chóng được đưa lên trên. Khi phát hiện một cô gái đã chết, Hứa Thẩm liền muốn quay đi cứu người khác, may mà Tống Diệp kịp thời phát hiện đó là một thai phụ, đứa bé trong bụng vẫn còn nhịp tim, không có nhiều thời gian nên đành phải phẫu thuật ngay tại đây. Đây cũng là lần đầu tiên cô nàng làm một ca như thế này, ai cũng vô cùng căng thẳng từng giây từng phút, đến khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ em họ mới có thể thở phào.
Một sinh mạng nhỏ bé nhờ vậy mà được cứu sống từ tay tử thần, ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho một thiên thần bé vừa chào đời. Đến giờ phút này Hứa Thẩm mới nhận ra sai lầm của mình, mới đó thôi xém tí nữa cô đã bỏ rơi một sinh mạng tội nghiệp rồi, cô nàng vô cùng dằn vặt trong lòng, cuối cùng cô cũng hiểu ra cái tâm của một bác sĩ là như thế nào, sự vô cảm của cô tí nữa đã trở thành kẻ giết người. Tống Diệp mặc dù rất muốn nhưng cũng không biết phải an ủi như thế nào, khi vừa định rời đi thì Tống Diệp đã nôn mửa vì mất sức, dù ai cũng rất mệt rồi nhưng giờ không phải là lúc dừng lại, đây là thời gian vàng để cứu người. Cùng lúc đó Lý Manh cũng đang tất bật tìm kiếm người nhà của Giang Nghị, người của quân đội cũng đến hiện trường để giúp đỡ, đồng đội Tống Diệp năm nào giờ là chỉ huy ở đây, ông vừa nhìn đã cảm giác rất quen thuộc với Hứa Thẩm, dường như ông từng gặp cô nàng đâu đó rồi thì phải, thế nhưng cô không tiện nói nhiều với ông, cô nàng còn phải đến kiểm tra tình hình sức khỏe của Tống Diệp, phải xác minh được anh còn thờ cô mới thấy yên lòng, cô nàng thật sự sợ rằng anh sẽ rời bỏ mình. Giang Nghị lúc này cũng cố gắng cứu thật nhiều người, anh mong rằng điều này sẽ giúp gia đình mình được phù hộ. Đúng lúc đó thì Lý Manh cũng đến đây tìm anh, thông qua thái độ anh cũng đoán biết được việc cô nàng sắp nói. Mẹ của anh cũng ở nơi xảy ra tai nạn, tình hình hiện tại có thể không khả quan cho lắm. Nghe được tin này anh chàng như suy sụp, là một lính cứu hỏa anh lại không thể bảo vệ được người nhà của mình. Anh không xứng là một người con, trái tim Giang Nghị lúc này như vỡ vụn, anh bật khóc trong bất lực tột độ. Ngay sau đó mọi người cũng phải tiếp tục lên đường, mới đầu còn định để Giang Nghị ở lại, nhưng với sứ mệnh là một lính cứu hỏa, anh không thể vì chuyện riêng mà bỏ rơi đồng đội. Không lâu sau đó lại có một căn nhà bị sập, mọi người phải nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, đến lúc kiểm tra lại thấy thiếu mất Tống Diệp, lo lắng mọi người nhanh chóng quay lại tìm kiếm. Đến tối Hứa Thẩm cũng hay tin có một lính cứu hỏa gặp nạn, nghe vậy cô cũng tức tốc chạy đến kiểm tra. Tìm mãi không thấy mọi người cũng phải nhớ lại xem lần cuối anh xuất hiện là ở đâu, khi đó có người từ phía sau đã đẩy Bì Bì ra ngoài, nếu không ai ở đây làm thì tức là trạm trưởng Tống. Nhờ biết chính xác vị trí mọi người tức tốc tìm kiếm, đến lúc mở được lối vào thì đúng là Tống Diệp nằm dưới đó, ai nấy rất lo lắng khi gọi mà không thấy anh trả lời. Hứa Thẩm chạy tới thì sốc tột độ, cô đau lòng cực kỳ khi biết người dưới đó chính là Tống Diệp, bỏ qua nguy hiểm cô nàng muốn nhanh chóng xuống dưới xem sao, mặc cho Tưởng Dụ ngăn cản vì lo lắng cho cô, nhưng giờ đây Tống Diệp mới chính là sinh mạng của cô. Nghe vậy mọi người cũng không thể ngăn cản nữa, cô nàng được từ từ đưa xuống dưới kiểm tra, may mà anh vẫn chưa chết, nhưng giờ lại bị một thanh sắt đâm xuyên bụng, cô nàng vừa sơ cứu vừa bật khóc vì đau lòng, lúc này cô cũng chỉ biết cầu xin anh đừng bỏ lại mình. Vào thời khắc này lại có thêm người bị thương cần Hứa Thẩm đến điều trị, cô nàng cũng chỉ đành giao nơi này lại cho anh em thập lý đài, họ cũng nhanh chóng đi xuống để cắt thanh sắt ra, sau khi thành công cũng nhẹ nhàng đưa anh lên trên, phải nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu trước khi quá muộn. Đến khi cô nàng quay lại chỉ thấy Tiểu Mạnh ở đây, nó và cô ai cũng đang lo lắng cho Tống Diệp, từng ký ức vui vẻ của hai người cứ chạy mãi trong đầu cô nàng, cứ như thế cô nàng đã ngồi cả đêm để nhớ về mọi thứ, thế nhưng lúc này lại có bệnh nhân được đưa đến, cô nàng đành phải rời đi để làm phẫu thuật, đến khi xong việc quay trở lại đã thấy anh bị khiêng ra ngoài, cô nàng tí nữa là gục ngã tại chỗ, may mà người nằm đó không phải Tống Diệp, anh đã qua khỏi và được đưa đến phòng bệnh rồi, chỉ đến khi nhìn thấy anh an toàn cô mới có thể yên tâm, giờ thì cô cũng không trụ được nữa mà gục ngã. Đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm cạnh anh rồi, Hứa Thẩm dùng hết sức để được lại gần anh, giờ đây không còn gì quan trọng bằng việc anh an toàn. Sau đó anh cũng tỉnh lại để nói chuyện với cô, hai người đang tâm sự thì y tá lại đi vào, cô ta thấy hai chiếc giường sát nhau quá lại kéo ra, trước khi đi còn căn dặn nên tịnh dưỡng rồi yêu đương sau cũng được. Hai người nghe thế cũng chỉ biết bật cười, lần nào cũng thế mỗi lần anh gặp nạn, khi tỉnh lại thứ đầu tiên anh nhìn thấy luôn là khuôn mặt Hứa Thẩm, cô như là thiên thần may mắn của anh vậy. Khi này Hứa Manh cũng có tin vui báo cho Giang Nghị, cuối cùng cũng đã có thể liên lạc được với mẹ của anh, cũng may bà chỉ bị thương nhẹ và giờ đã hồi phục rồi, khỏi cần nói cũng biết mọi người vui thế nào khi nghe tin này, tất cả cố gắng của Giang Nghị sau cùng cũng được báo đáp. Sáng hôm sau chỉ huy Lục Tiệp cũng đến thăm Tống Diệp, ông không biết còn tưởng rằng anh chàng đã thực hiện được lời hứa, lúc đó còn bảo là sau này nhất định sẽ cưới Hứa Thẩm, ông còn tưởng hai người lúc này đã là vợ chồng chứ, nghe chuyện này làm hai anh chị ngượng đỏ cả mặt, giờ ông mới chịu nhận mình hiểu lầm, ngại ngùng cô nàng liền bỏ chạy trước. Lục Tiệp lúc này cũng hỏi lý do sao năm đó Tống Diệp lại giải ngũ, nghe đến chuyện này dường như Tống Diệp có đôi chút tâm sự, thế nhưng giờ anh cũng đã chấp nhận với cuộc sống hiện tại, thập lý đài mới thật sự là nơi thuộc về anh. Nghe đến đây Lục Tiệp cũng không hỏi thêm nữa, ông vẫn còn phải lên đường làm nhiệm vụ của mình. Sau đó những anh em khác cũng đến thăm, thấy anh khỏe mạnh thế mọi người cũng bắt đầu trêu chọc, giờ thì hết cơ hội che giấu chuyện anh và Hứa Thẩm yêu nhau nhé, một màn như vậy khiến mọi người biết cả rồi. Sau đó Giang Nghị cũng tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tống Diệp. Anh kể lại hết những chuyện cô nàng đã làm khi anh gặp nạn, ai cũng thấy tình cảm cô ấy dành cho anh là chân thành, Giang Nghị mong rằng Tống Diệp sẽ nắm bắt được nó. Vậy là ngay tối đó anh đã tìm gặp cô nàng, giờ cô mới biết trước đây anh cũng từng gia nhập quân đội, đồng thời cũng chưa bao giờ quên được hình bóng cô, bằng chứng là chiếc bật lửa năm nào, sau một trận thập tử nhất sinh như thế, họ thật sự nhận ra bản thân không thể sống thiếu đối phương, mọi hiểu lầm lúc này cũng đã được bỏ qua hết.
Sau cùng cuộc giải cứu đã được kết thúc một cách vô cùng tốt đẹp, những nạn nhân và người nhà đều đến để cảm ơn những anh hùng của chúng ta, nhờ có bọn họ mà rất nhiều người đã được cứu. Sau chuyện này Tống Diệp và Hứa Thẩm cũng có thể làm hòa với nhau. Trở về hai người lập tức cùng nhau đi hẹn hò. Hứa Thẩm cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm tàu điện ngầm. Sau nhiều năm xa cách cô nàng cũng học được rất nhiều thứ. Điều may mắn nhất mà cô nhận được lúc này là có thể quay về bên anh. Trên chuyến tàu đông đúc anh vẫn dốc sức bảo vệ cô nàng. Được ở trong lòng anh như thế này làm Hứa Thẩm rất hạnh phúc. Sau đó hai người còn cùng nhau đi xem phim. Nhưng nội dung như thế nào thì anh chị hoàn toàn không biết. Thứ hai người quan tâm lúc này chỉ là đối phương mà thôi. Đến tận đêm Tống Diệp cũng phải đưa Hứa Thẩm về nhà. Cô không muốn ngày hôm nay kết thúc như thế. Vậy là lại muốn mời anh lên nhà ăn cơm. Dù có trải nghiệm bao nhiêu lần, cô vẫn thích cảm giác ấm áp khi thấy anh nấu ăn cho mình. Ăn xong rồi thì cũng không còn lý do gì để giữ chân anh nữa. Đã đến lúc anh phải trở về rồi. Cứ dây dưa mãi như thế này cũng không phải là cách. Anh vừa đi cô nàng lại hối hận mà đuổi theo. Chờ đợi suốt 10 năm cô không muốn nó cứ kết thúc như vậy. Lần này Tống Diệp cũng không nhịn được nữa. Vừa nãy anh đã muốn rời đi nhưng Hứa Thẩm lại níu kéo. Vậy thì giờ đây anh sẽ không đi đâu nữa. Từ giờ có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không cho phép cô rời khỏi anh. Trải qua sinh tử anh mới biết bản thân mình muốn gì. Vậy nên giờ hai người hãy mặc kệ tất cả mà đến bên nhau. Lần này có lẽ Tống Diệp đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này. Đây cũng là thứ mà cô nàng mong đợi suốt nhiều năm. Cứ như thế hai người đã có một đêm mặn nồng với nhau. Giờ thì không có gì có thể chia cách hai con người này nữa. Cuối cùng thì tình yêu chân thành đã đánh bay hết mọi chướng ngại. Còn ở trạm cứu hỏa, sau khi trở về đã có vài anh em có biểu hiện rất lạ. Họ thường xuyên nói rằng nếu bản thân nhanh hơn chút nữa đã có thể cứu được nạn nhân. Có người thì lao vào luyện tập bất kể ngày đêm. Nhìn có thể nhận ra họ đã bị căng thẳng sau tai nạn. Đây không phải là bệnh mà chỉ là tình trạng tâm lý thôi. Để khắc phục cần thời gian và sự động viên đến từ đồng đội. Phải giúp mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong cuộc họp Tưởng Dụ đã đặt rất nhiều câu hỏi cho Lý Manh. Thế nhưng dường như lúc này cô nàng cũng đang không được khỏe. Thấy vậy anh cũng âm thầm chuẩn bị nước ấm và dặn dò cô nàng giữ sức khỏe. Còn về phần của Hứa Thẩm, chủ nhiệm từ cuối cùng cũng đã công nhận sự thay đổi của cô nàng. Lần này ông còn tặng tấm huy chương vinh dự của mình cho Hứa Thẩm. Đây là bằng chứng rõ nhất cho việc cô đã làm rất tốt. Hứa Thẩm vui lắm khi nhận được món quà quý giá này. Sau khi trở về Tưởng Dụ cũng tìm gặp Giang Nghị để tâm sự. Anh cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây. Bản thân Giang Nghị cũng làm không dưới nghìn nhiệm vụ lớn nhỏ. Nhưng chưa lần nào anh cảm thấy sợ như lần này. Đó là khi chính người nhà mình lại là nạn nhân. Giờ Giang Nghị mới nhận ra mình vẫn chưa báo hiếu gì cho mẹ. Đây cũng là lý do anh buồn bã suốt nhiều ngày nay. Sau khi được Tưởng Dụ phân tích Giang Nghị cũng hiểu ra. Thật ra bản thân anh cũng không phải mất ý chí chiến đấu. Làm việc nhiều năm anh cũng hiểu rõ trọng trách của mình. Nặng nề nhất là những anh em mới gia nhập kìa. Họ vừa vào nghề đã gặp một chuyện lớn như thế này. Bảo không ám ảnh thì cũng không được. Tưởng Dụ biết chuyện này nên đã nhờ đến Lý Manh. Cô ấy cũng là một chuyên viên tâm lý nên có thể giúp được. Đầu tiên mà muốn mọi người có thể mạnh dạn đối đầu với sợ hãi. Họ phải biết thiên tai chắc chắn sẽ mang đến thương vong. Thứ họ làm được là cứu mạng rất nhiều người. Chứ không ai vì họ mà phải chết hết. Dù biết vậy nhưng khi xem lại đoạn video nỗi ám ảnh lại trỗi dậy. May mà có những anh em có kinh nghiệm đứng ra động viên. Nhờ vậy họ mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Thấy được quyết tâm của anh em cũng là một chỉ huy như Tưởng Dụ rất vui. Sau đó anh cũng dành lời cảm ơn cho Lý Manh. Thời điểm này cũng sắp đến năm mới rồi. Anh có một bức thư chúc mừng muốn tặng cô. Nhìn thấy chữ viết cô liền nhận ra bức thư lần trước. Hóa ra người âm thầm giúp đỡ cô chính là Tưởng Vụ. Cảm giác như mối tình này cũng sắp chấm nở rồi. Mấy ngày hôm nay Tống Diệp và Hứa Thẩm rất mặn nồng bên nhau. Đương nhiên là họ muốn cứ như này mãi mãi. Nhưng Tống Diệp cũng đâu thể nào cứ nghĩ phép mãi. Hôm nay anh đã phải quay trở lại công việc của mình rồi. Trước đó cô nàng đã phát hiện vết thẹo trên vai anh. Nó không giống như bị tai nạn mà là vết đạn bắn. Thế nhưng có hỏi thế nào Tống Diệp cũng không chịu nói. Anh chỉ nói rằng đó là vết thương trong lúc làm nhiệm vụ thôi. Anh nói thế thì cô nàng cũng không hỏi nữa. Tối đến khi vừa quay trở về thì lại chạm mặt cả Tống Diệp và anh trai. Lần này cô mạnh dạn chọn tình yêu của đời mình. Tống Diệp cũng bảo cô lên nhà để anh và Yến Thần nói chuyện riêng. Yến Thần cho rằng Tống Diệp không xứng với Hứa Thẩm. Bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý mối hôn sự này. Lúc này Tống Diệp mới nói cho Yến Thần biết một sự thật. Năm xưa không phải anh là người dạy Hứa Thẩm ăn chơi quậy phá. Đó là chính bản thân cô nàng muốn như thế. Cô ấy muốn nổi loạn muốn sống một cách tự do. Bị kìm nén quá lâu mới khiến cô nàng trở thành người như vậy. Những chuyện này không phải Yến Thần không biết. Bởi vì chính bản thân anh cũng muốn làm như vậy. Chỉ là anh không dám cãi lại mẹ mà thôi. Ai cũng biết Yến Thần rất yêu thương cô em gái này. Nhưng như vậy thì được gì, bản thân anh còn không dám sống cho mình, thế thì lấy gì để có thể bảo vệ Hứa Thẩm. Những chuyện này Yến Thần hiểu hết, anh chỉ không dám thừa nhận mà thôi. Trước khi đi Tống Diệp còn để lại một câu, nếu cứ áp bức cô ấy một cách cự đoan như thế, ai dám chắc được một ngày nào đó Hứa Thẩm sẽ không tự kết liễu mạng sống của mình. Tống Diệp đã nhìn thấy không ít trường hợp tương tự rồi, chỉ có anh mới đủ sức bảo vệ và mang đến hạnh phúc cho cô nàng. Còn người nhà họ Mạnh chỉ xem Hứa Thẩm như một công cụ mà thôi. Nghe hết những lời này Yến Thần cũng không còn gì để nói. Tối đó anh đã uống rất nhiều rượu, anh cũng cảm thấy có lỗi khi lại ngăn cản hạnh phúc của em gái. Thế nhưng Yến Thần cũng có nỗi sợ riêng của mình,
ngày trước khi bị mẹ dạy dỗ hai anh em họ đều có nhau. Đột nhiên một ngày Hứa Thẩm đi mất làm anh có cảm giác mất mát. Diệt Kiêu cũng nhận ra một việc, so về dũng cảm thì Hứa Thẩm hơn Yến Thần rất nhiều. Sau khi uống say, Diệp Tử cũng được gọi đến để lái xe. Cô nhìn thấy anh trong tình trạng này cũng rất xót xa. Cô biết bản chất anh là một người rất ấm áp, thế nhưng lại cố kìm nén bằng vẻ ngoài lạnh lùng đó. Ngay cả việc nôn mửa ngoài đường anh còn thấy có lỗi với lao công. Vậy thì tại sao cứ phải ép bản thân thành người xấu như vậy? Lần đầu nhìn thấy một chàng trai rơi nước mắt khiến cô nàng không biết làm gì. Sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Yến Thần lại thấy mình ở một nơi rất lạ. Anh không nhớ nổi chuyện gì sau lúc mình say hết. Hóa ra tối đó anh luôn miệng bảo mình không muốn về nhà. Không biết làm sao, Diệp Tử chỉ đành đưa anh về nhà mình. Còn cô thì chạy đến ký túc xá ngủ một đêm. Sợ anh bị đói, cô cũng đã mua sẵn đồ ăn sáng rồi. Cứ thế hai người đã có bữa ăn đầu tiên cùng với nhau. Hôm nay Hứa Thẩm có về ăn cơm cùng bố mẹ. Cô nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện cùng bố mẹ. Thế nhưng khi nghe tới cái tên Tống Diệp, mẹ cô liền không vui. Bà không hiểu sao bao nhiêu mối hôn sự tốt cô lại không chọn. Sao cứ phải đâm đầu vào Tống Diệp kia chứ? Dù Hứa Thẩm có nói hết lời chứng minh tình yêu của mình, hiện giờ họ đã có cuộc sống và công việc của riêng mình, không còn trẻ và lêu lỏng như ngày còn đi học nữa. Cô mong rằng bố mẹ sẽ cho anh ấy một cơ hội để chứng minh. Thế mà bố mẹ nhất quyết không đồng ý. Giữa gia đình và Tống Diệp, mẹ chỉ cho Hứa Thẩm chọn một mà thôi. Lần này cô nàng không còn chạy trốn nữa. Hứa Thẩm trả lại tất cả những gì mà mẹ đã cho mình. Cô sẽ tự bản thân chứng minh tình yêu của mình là đúng. Đến lúc đó bố mẹ sẽ chấp nhận mà thôi. Dù nói mạnh miệng như thế nhưng bố mẹ cũng không phải là không yêu thương cô, mà là do quá yêu thương và quan tâm mới kềm kẹp như thế. Bà vẫn tin rằng con gái sẽ không dám từ mặt gia đình này đâu. Đợi sau khi chơi chán, Hứa Thẩm chắc chắn sẽ quay về. Không biết đi đâu, cô nàng đành phải gọi điện cho Tống Diệp. Anh nghe thấy giọng cô khóc cũng tức tốc chạy đi kiểm tra. Gặp được anh, cô lập tức lao đến mà khóc như một đứa trẻ. Sau đó anh cũng nắm tay cô nàng dẫn về nhà của chú Thím. Nơi này vẫn thế, vẫn chào đón cô nàng như xưa. Lần này Trạch Diễu cũng không còn hận bà chị dâu này nữa. Chỉ cần thấy được Tống Diệp hạnh phúc là cả nhà sẽ ủng hộ. Đây mới là cảm giác gia đình mà Hứa Thẩm ao ước. Họ cùng ăn cơm, cùng chia sẻ mọi việc, chứ không phải là một đống quy tắc khi ở nhà của mình. Tối đến hai người lại ngủ chung một chiếc giường. Nhưng trước giờ anh Toàn ở một mình nên nó có hơi chật. Thế là ngay sáng hôm sau họ liền đi lựa một chiếc khác. Mất cả một buổi mới có thể tìm được giường ưng ý. Nhưng giờ phải mất hơn một tuần mới có thể vận chuyển được. Không thể để Hứa Thẩm cứ chen chúc với mình cả tuần như vậy. Tống Diệp quyết định mình sẽ tự vận chuyển nó về nhà. Những anh em của Thập Lý Đài nhanh chóng được triệu tập. Họ thấy Tống Diệp đi chọn giường với Hứa Thẩm thì vô cùng bất ngờ. Vậy là họ lại sắp có một chị dâu mới rồi. Trạm trưởng nhà ta im mà Toàn làm mấy chuyện động trời. Sau đó mọi người cũng giúp đỡ mang chiếc giường về tận nhà. Từ đây về sau đây sẽ là căn phòng của hai người bọn họ. Điều này làm Hứa Thẩm nhớ tới lời hứa năm nào. Khi xưa anh từng hỏi cô có muốn chuyển đến đây sống hay không. Giờ thì lời hứa đó cũng đã được thực hiện rồi. Mạnh Yến Thần hay tin cũng về nói chuyện với mẹ mình. Anh muốn nói giúp cho Hứa Thẩm nhưng vô dụng. Trước giờ trong cái nhà này anh làm gì có tiếng nói kia chứ. Chuyện mà mẹ anh đã quyết thì có trời mà thay đổi được. Thông qua chuyện này bà còn cố tình nhắc nhở Yến Thần. Nếu anh mà dám cãi lại lời bà cũng sẽ bị từ mặt như em gái. Anh nghe vậy cũng không thể nói thêm nữa. Sau đó bà cũng gọi điện bảo Hứa Thẩm về đi mua sắm với bà. Chủ yếu là để cho cô nàng thấy khi còn ở nhà sẽ không phải suy nghĩ chuyện tiền bạc. Nhưng đây đâu phải là điều mà Hứa Thẩm quan tâm kia chứ. Lúc về mẹ còn cố tình nhờ một chàng trai đến đưa hai người về. Đây cũng là mối hôn sự khác do bà sắp đặt. Vô tình sao cảnh này lại bị Tống Diệp nhìn thấy. Cô nàng cũng không ngại ngùng gì mà giới thiệu anh là bạn trai của cô. Trước mặt mẹ và đối phương, cô đã khẳng định đây mới thật sự là tình yêu đích thực. Dù có bị ngăn cấm như thế nào đi nữa, hai người cũng sẽ không rời xa. Mẹ cô thấy như thế cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Lần này Hứa Thẩm đã quyết tâm và Tống Diệp cũng thấy điều đó. Anh rất hạnh phúc khi cô có thể vì mình mà làm đến như thế. Ngày hôm sau anh cùng đồng đội lại lên đường làm nhiệm vụ. Lần này là một nhà kho bên trong vẫn còn hàng hóa. Do ông chủ nói đây toàn là gỗ nên mọi người mới dùng nước dập lửa. Thế mà vừa tiến vào trong thì một vụ nổ lớn diễn ra. Gỗ thì không thể nào tạo ra vụ nổ như vậy. Tưởng dụ vì chuyện này cũng rơi vào bất tỉnh. May mắn là có đồ bảo hộ nên anh vẫn không sao. Sau một màn như vậy cũng làm Tưởng dụ hú vía. Anh chỉ cách cửa tử không đến vài bước chân. Sau khi trở về, Tưởng dụ cứ buồn bã. Lần đầu gặp chuyện như vậy khiến anh đôi chút sợ hãi. Tống Diệp cũng là người có kinh nghiệm trong chuyện này. Vì vậy mà anh lúc nào cũng bắt ép anh em tập luyện cực khổ. Đó là dùng cho những việc như thế này. Càng chuẩn bị tốt bao nhiêu thì sẽ giảm bớt nguy hiểm bấy nhiêu. Ai ở đây mà không sợ chết kia chứ. Chỉ là có những việc còn quan trọng hơn cần bảo vệ mà thôi. Đến cả họ mà cũng sợ thì người dân biết sống làm sao. Sau khi biết chuyện, Hứa Thẩm cũng rất lo lắng. Cô sợ một ngày rồi anh sẽ lại gặp nguy hiểm. Chú Thím biết cô nàng có tâm sự liền hết mực động viên. Để hai người không lo lắng, Hứa Thẩm cũng tỏ vẻ bình thường. Thế nhưng đêm đó cô nàng lại gặp phải ác mộng. Cô nhớ về cái ngày mà bố mẹ của mình qua đời. Khi đó cô vẫn còn nhỏ và không biết chuyện gì đang diễn ra. Đến khi có người tới thì bố mẹ đã không cứu được nữa. Cũng là một đám cháy đã cướp cả gia đình Hứa Thẩm. Nhận được điện thoại của Tống Diệp cũng khiến cô yên tâm phần nào. Anh còn hứa rằng mình vừa bị thương nên chưa thể vào hiện trường được. Đợi cuối tuần anh sẽ lại về bên cạnh cô.
Hứa Thẩm lúc này thật sự rất nhớ và lo lắng cho anh. Hôm sau họ lại có nhiệm vụ khẩn, có một nhà máy vừa bị rò rỉ khí độc, vài nạn nhân hít phải khí cyanua đã được đưa đến bệnh viện. Nhiệm vụ của mọi người là vào trong và khóa cái van rò rỉ lại. Đây vốn dĩ cũng chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, với đồ bảo hộ họ có thể đi vào trong và trở ra an toàn, không mất quá nhiều thời gian để Tống Diệp tìm ra chiếc van. Sau khi khóa lại, anh đã dự định rút lui, thế mà ở một đường ống khác lại có rò rỉ, nó vô tình làm Tống Diệp loạng choạng, sau đó anh cũng nhanh chóng tiến đến khắc phục. Lúc này những nạn nhân đều đã thiệt mạng, cyanua thật sự là một chất kịch độc. Khi Tống Diệp ra ngoài thì đã cảm thấy không ổn, hóa ra chiếc áo của anh vô tình bị rách, anh chàng không may cũng đã nhiễm độc mất rồi. Tống Diệp nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhận tin lại có người nhiễm độc lại làm Hứa Thẩm lo lắng. Đúng với những gì cô sợ, nạn nhân lần này chính là Tống Diệp, cô dùng hết sức cấp cứu để anh tỉnh lại. Hứa Thẩm thật sự không dám bỏ cuộc vào lúc này, cũng may mà đến cuối cùng nhịp tim của anh đã ổn định, cô nàng thật sự rất sợ khi phải cấp cứu cho anh như vậy. Do tiếp xúc không quá lâu nên anh mới còn sống, anh cũng biết cô nàng lo lắng cho mình, nhưng anh cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi. Hứa Thẩm biết đây chẳng phải lỗi của ai hết, đối với mọi người anh có thể là một anh hùng, thế nhưng với cô anh cũng chỉ là người thường, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Bản thân cô biết đây là công việc của anh, nhưng đứng trên cương vị của mình cô không thể vui nổi, cảm giác vừa rồi khiến cô thật sự rất sợ. Sau khi xuất viện, anh và Hứa Thẩm đã ra ngoài để uống rượu, trong cơn say cô cũng nói ra điều mình mong muốn. Mấy ngày hôm nay ở nhà anh đã khiến cô rất vui, mọi người trong nhà đều yêu quý và tốt với Hứa Thẩm. Cô cũng từng nghĩ nếu một ngày anh không còn nữa, liệu mọi người có còn là gia đình với cô hay không? Hứa Thẩm thật sự rất sợ chuyện này sẽ diễn ra. Cái ngày anh nằm trong phòng cấp cứu, lúc đó cô nàng thật sự trở nên bất lực. Anh thấy cô gái của mình đau lòng như vậy cũng không chịu nổi nữa. Vậy là liền hứa mình sẽ chuyển công tác sớm thôi. Có lẽ giờ đây Tống Diệp đã hiểu được cảm giác của Trác Tuấn lúc trước rồi. Anh cũng hứa mình sẽ chuyển về bộ chỉ huy để cô không phải lo lắng nữa. Sau đó anh cũng vui vẻ cõng cô nàng về nhà. Được anh chăm sóc và yêu thương như vậy khiến Hứa Thẩm rất hạnh phúc. Cô mong rằng họ có thể yên bình như vậy mãi mãi. Sau đó thì mọi người cũng tất bật chuẩn bị cho năm mới. Lần đầu được đón năm mới với không khí gia đình làm Hứa Thẩm vui lắm. Ở trạm cứu hỏa cũng đang tất bật chuẩn bị. Ăn Tết xa nhà nên mọi người cũng phải tạo không khí cho bớt cô đơn. May mà anh em họ đoàn kết cùng nhau nên không hề cảm thấy buồn chán. Năm nay có chỉ huy Tưởng Dụ cũng rất hào phóng. Mỗi anh em đều sẽ có lì xì cho năm mới. Mấy anh em đã lớn mà lúc nào cũng như một đứa trẻ vậy. Tối đến mọi người cũng sung vầy trong không khí giao thừa. Công việc của mọi người thì lễ hay Tết cũng vẫn phải làm việc. Làm việc trong nhiều năm họ cũng dần quen với chuyện này rồi. Phải đến gần sáng Tống Diệp mới có thể tan ca trở về. Dù sao anh cũng phải đưa Hứa Thẩm về nhà ngày Tết. Anh biết mình không tiện vào nên Hứa ở ngoài đợi cô. Người mẹ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy. Bà nhất quyết ngăn cản tình yêu của con gái. Những lúc thế này Yến Thần sẽ xuất hiện giải vây cho cô. Dù cho có bất cứ chuyện gì anh cũng hứa sẽ bảo vệ em gái. Nếu một ngày nào đó Tống Diệp dám bắt nạt Hứa Thẩm, Yến Thần hứa sẽ cho Tống Diệp một trận. Thời tiết bên ngoài lúc này đang rất lạnh. Đột nhiên có người chạy tới nói với Hứa Thẩm rằng anh ta hình như nhìn thấy bạn trai cô đang đứng đợi bên ngoài. Thời tiết thế này mà cứ đứng vậy chắc sẽ chết cóng mất. Nghe vậy cô nàng liền muốn chạy ra ngoài với anh. Thế nhưng mẹ cô lại không cho phép cô rời đi trước khi dùng bữa. Bà ấy cố tình làm thế để làm khó cô nàng. Thấy thế Yến Thần đã bảo Hứa Thẩm rời đi trước. Anh lần này đã vì em gái mà trực tiếp đối đầu với mẹ. Cứ thế Hứa Thẩm đã chạy đi vì tình yêu của mình. Cô thật sự không nỡ để anh cứ đứng ngoài trời lạnh như thế này. Sau đó hai người cũng cùng nhau trở về nhà. Tống Diệp lần này lại đích thân chạy đến chỗ sếp cao xin chuyển công tác. Ông đã đề bạc anh lên chức suốt nhiều năm nay rồi. Giờ Tống Diệp lại chủ động, đương nhiên ông sẽ đồng ý. Ông cũng đoán được anh sắp lấy vợ mới quyết định như thế. Với sếp cao thì Tống Diệp như là con trai ông vậy. Biết được tin này đương nhiên là ông vui ra mặt. Còn ở bệnh viện của Hứa Thẩm, cô nàng vậy mà lại không thông qua được kỳ thực tập. Họ đưa ra cái lý do vô lý để không nhận cô nàng. Biết chắc chuyện này đã có sự nhúng tay của ai đó. Người đứng sau không ai khác ngoài mẹ Hứa Thẩm hết. Bà muốn con gái biết khi chống đối với mình sẽ lãnh hậu quả thế nào. Chủ nhiệm từ khi biết chuyện này thì vô cùng tức giận. Tuy là trước kia ông có không thích Hứa Thẩm, nhưng không phủ nhận cô nàng là một tài năng trong ngành. Không có lý do gì để đánh trượt cô ấy hết. Cái tâm của một bác sĩ để ở đâu khi lại vì tiền mà làm ra những việc như thế này. Dù cấp trên có nói thế nào ông cũng nhất quyết không đồng ý. Cùng lúc đó Đại Bằng cũng đang trên đường đến bệnh viện tìm chị Nam. Hai người có tình cảm với nhau, thế nhưng có vẻ chị Nam vẫn còn ngại chuyện tuổi tác. Cô ấy lớn hơn Đại Bằng vài tuổi nên sợ rằng bố mẹ cậu ấy sẽ không đồng ý. Nhưng dù chị có cự tuyệt như thế nào thì Đại Bằng vẫn không buông tay. Anh chàng quyết tâm sẽ theo đuổi cho đến khi chị đồng ý mới thôi. Đại Bằng đúng là có chút ngốc nghếch, nhưng trong chuyện tình cảm cũng rất là chân thành. Thấy như vậy chị Nam cũng vui vẻ cho anh chàng một cơ hội, còn hứa lần sau họ sẽ cùng đi xem phim. Anh chàng có lẽ hào hứng dữ lắm. Ở một nơi nào đó trong thành phố, một nhóm công nhân đang đốt pháo ăn mừng dự án hoàn thành. Vô tình sao một mẫu pháo lại bay vào trong và bốc cháy. Đội cứu hỏa rất nhanh đã được gọi đến làm nhiệm vụ. Trên đó vẫn còn vài công nhân mắc kẹt, họ phải nhanh chóng lên để cứu người xuống. Lên đến mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm. Được một lúc lại có bình ga phát nổ. Nó bùng lên khiến mọi người không kịp trở tay.
Khi định thần được, Tống Diệp đã nhận ra vấn đề. Hóa ra vật liệu cách nhiệt của nơi này lại là hàng kém chất lượng, vì vậy mới tạo ra hỏa hoạn thế này. Khi này cũng không còn thấy Đại Bằng trả lời, chạy lên đến nơi chỉ nhìn thấy mỗi chiếc mũ của cậu ấy. Đại Bằng vậy mà lại dùng thân mình bảo vệ cho nạn nhân. Cậu ấy bị thương nặng đến mức toàn thân đều là vết bỏng. Sau đó mọi người cũng nhanh chóng đưa cậu ấy đến bệnh viện. Những người còn lại thì tiếp tục dập lửa. Hứa Thẩm xem được tin tức trên mạng thì rất lo lắng. Khi cô và mọi người chạy đến nơi thì mọi thứ đã muộn. Đại Bằng đã không thể qua khỏi. Trong nhóm người mới, cậu ấy là người giỏi nhất. Một người trẻ tài năng như vậy lại mất mạng oan uổng, đúng là không công bằng. Ai ai cũng đau đớn khi chứng kiến đồng đội hy sinh. Chị Nam hay tin cũng chạy đến đây. Khi biết được mọi chuyện, cô ấy như ngã gục tại chỗ. Cô chỉ mới vừa nhận lời hẹn hò của Đại Bằng thôi mà, sao giờ đây mọi chuyện lại như thế này? Không thể để cho Đại Bằng chết oan ức như vậy được. Tống Diệp phải điều tra cho rõ chuyện này. Vậy là lời hứa chuyển công tác với Hứa Thẩm cũng không thể làm được. Cô nàng biết tại sao anh lại quyết định như vậy nên cũng không thể ngăn cản. Kỳ vật còn lại của Đại Bằng cũng được đặt ở sở cứu hỏa. Tống Diệp đã điều tra được vụ việc lần này không phải tai nạn. Dự án lớn như vậy lại dùng hàng kém chất lượng dẫn đến hỏa hoạn. Chuyện này anh sẽ phải làm đến cùng. Thế nhưng tưởng dụ lại cho hay dự án này là của nhà họ Mạnh. Bố của Hứa Thẩm cũng đang rất đau đầu vì chuyện này. Dự án đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong tập đoàn. Nhưng vô tình sao cấp dưới thân tín của ông lại là người quản lý dự án này. Nếu như mất đi cấp dưới này thì thế lực của ông trong tập đoàn sẽ giảm đi. Để giải quyết mọi chuyện thì liền có người chạy đến bệnh viện để gặp nạn nhân. Đến giờ này Hứa Thẩm mới biết vụ việc có liên quan đến nhà mình. Cùng lúc đó mọi người cũng đang tổ chức tang lễ cho Đại Bằng. Với đồng nghiệp, cậu ấy là một người anh em tốt, luôn hết sức cống hiến vì công việc. Còn với bố mẹ thì Đại Bằng cũng là một đứa con ngoan. Trong bức thư cuối cùng, cậu ấy còn tự hào khoe rằng mình vừa tìm được bạn gái, sau này có thời gian sẽ dẫn về ra mắt bố mẹ. Đây có lẽ là lời hứa mãi sẽ không thực hiện được nữa. Mẹ Đại Bằng khóc ngất khi đọc được những dòng tâm thư của con trai. Ngay sau đó Tống Diệp liền muốn tố giác chuyện này, nhưng mà đã có thế lực nào đó mua chuộc hết cấp trên. Ở trên thì áp lực xuống bảo họ cứ làm im chuyện này, nhưng hai anh chàng nhà chúng ta thề chết cũng không chịu bỏ cuộc. Điều làm Tống Diệp băng khoăng nhất lúc này là Hứa Thẩm. Anh không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với cô nàng thế nào nữa. Sau đó anh cũng có tới bàn bạc với Hứa Thẩm. Cô nàng cũng hiểu được con người của anh. Nếu mà anh cứ làm ngơ chuyện thì anh đã không phải là người cô yêu rồi. Giờ dù anh có làm gì cô cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Nhận được lời động viên của Hứa Thẩm cũng giúp anh có thêm động lực. Ngay sau đó cũng có một cuộc họp được diễn ra. Vừa đến đã có người nhắc nhở hai anh chàng không nên nhúng tay vào. Nếu cứ tiếp tục chỉ tổ thiệt thân mà thôi. Thế nhưng Tống Diệp nhất quyết không chịu bỏ qua. Bản báo cáo chi tiết của anh cũng được nộp lên trên. Chuyện bắn pháo chỉ là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến hỏa hoạn. Còn về tác nhân thật sự là vì công trường đã dùng tấm cách nhiệt kém chất lượng, vì vậy đám cháy mới có thể nhanh chóng lan rộng như vậy. Vật liệu trong công trình cũng bị vứt ngổn ngang. Rõ ràng là biện pháp phòng cháy khi thi công không hề đạt chuẩn. Vì cái chết của Đại Bằng đã dẫn đến dư luận cực kỳ lớn, thế nên họ bắt buộc phải điều tra kỹ chuyện này. Còn ở bệnh viện, Hứa Thẩm vừa nhận ra có vấn đề về phía nạn nhân. Tất cả họ dường như đã bị tập đoàn mua chuộc cả rồi. Giờ có hỏi gì họ cũng không chịu nói. Mẹ của Hứa Thẩm đã điều tra được mọi việc. Đúng thật là biện pháp phòng cháy có vấn đề. Tấm cách nhiệt cũng là hàng kém chất lượng. Người làm ra chuyện này là thư ký của giám đốc Cố. Lần này giám đốc Cố đúng là có tất trách trong việc quản lý cấp dưới. Thế nhưng để thế lực không bị suy giảm, bà cũng sẽ đứng ra bảo vệ cho ông ấy lần này. Ngay sau đó đã có vài nhân viên đến xem xét hiện trường. Ở đây đã được sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Vừa nhìn đã có thể nhận ra có người nào đó nhúng tay vào. Một hiện trường vụ cháy không thể sạch sẽ thế này được. Toàn bộ tấm cách nhiệt cũng đã biến thành hàng loại một. Khi Tống Diệp quay về nhà thì lại có người chặn lại. Ông ta cố tình giao cho Tống Diệp thứ gì đó. Sau khi phát hiện đó là tiền, anh liền đuổi theo. Thế nhưng đối phương đã chạy mất rồi. Đoạn video này cũng đã bị người khác quay lại. Thế là ngay ngày hôm sau anh liền bị đình chỉ tạm thời để điều tra. Ai cũng biết đoạn video đó là do giàn dựng, nhưng lệnh cấp trên ban xuống thì vẫn phải thực hành thôi. Ở bệnh viện lúc này, nạn nhân mà Đại Bằng cứu vẫn không chịu làm phẫu thuật. Hứa Thẩm nghe thế liền đến hỏi nguyên nhân. Tình trạng của anh ta hiện giờ đang rất nguy hiểm, nếu không nhanh chóng điều trị sẽ có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nghe vậy cũng làm người vợ có chút suy nghĩ. Ở trạm cứu hỏa mọi người vẫn chưa thể lấy lại tinh thần sau cái chết của Đại Bằng. Hiện giờ không có trạm trưởng ở đây cũng chả còn ai an ủi bọn họ. Ngày thường Đại Bằng rất hay so kè với trạm trưởng. Trong bài tập chạy vượt chướng ngại vật, Đại Bằng thậm chí còn chạy nhanh hơn cả Tống Diệp. Thế mà tại sao vẫn không chạy khỏi được đám cháy chứ? Nói đến câu chuyện này khiến ai cũng rất buồn. Ngày hôm sau khi người vợ đến đóng viện phí lại phát hiện không đủ tiền, vô tình chuyện này lại bị Hứa Thẩm nghe thấy. Sau khi nhận được tiền bồi thường, tập đoàn liền bỏ mặc họ, giờ đến cả tiền viện phí cũng không thể trả nổi. Nghe được vậy thế là Hứa Thẩm quyết định sẽ ra tay. Sau khi người vợ quay về đã hay tin có người thanh toán viện phí cả rồi. Cuộc phẫu thuật cũng vô cùng thành công. Nhờ chuyện này họ rất biết ơn sự giúp đỡ của Hứa Thẩm. Đến giờ họ mới biết về sự hy sinh của Đại Bằng. Vì cứu mạng chồng mình mà đã hy sinh khi còn rất trẻ. Sau đó bà ta liền tìm đến Hứa Thẩm nói ra hết mọi việc mình biết. Có một nhóm công nhân đang lén lút vận chuyển tấm cách nhiệt đi. Thế nhưng chưa kịp khởi hành thì cảnh sát đã ập đến.
Giờ thì bằng chứng đã rành rành ra đó, trợ lý Ung và những người liên quan cũng nhanh chóng bị bắt, Tống Diệp cũng đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân. Hôm nay lại có vài anh em đến bệnh viện làm kiểm tra, nhìn thấy họ cứ làm chị Nam nhớ đến Đại Bằng. Tối đó cô cũng đi xem bộ phim mà hai người từng hứa với nhau, thế nhưng anh chàng đã không còn ở đây nữa rồi. Những hình ảnh hai người vui vẻ khi làm nhiệm vụ cứ chạy trong đầu cô nàng. Cô thật sự đã mang lòng yêu cậu nhóc ngốc nghếch đó rồi, càng nghĩ về nó trái tim của chị Nam càng đau đớn. Cô sẽ không thể gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Sau đó cũng đã có quyết định để bạc Tống Diệp, họ cho anh hai lựa chọn, một là đến bộ chỉ huy, hai là vẫn ở lại thập lý đài tổ chức mọi việc. Ở đây cũng được nâng cấp rất nhiều về trang thiết bị, từ giờ trở đi nhiệm vụ của họ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tống Diệp đương nhiên là vẫn muốn ở lại thập lý đài. Thế nhưng khi Hứa Thẩm biết chuyện này cô liền không vui, hai người vì chuyện này mà cũng cãi nhau. Cô trách anh có làm gì cũng không nói cho mình một tiếng, cô cho rằng anh không xem mình là người thân, từ việc tại sao anh không thi đỗ năm xưa, rồi vết đạn trên lưng anh là như thế nào, đến cả việc gia nhập quân đội rồi lại làm lính cứu hỏa, cho dù cô có hỏi bao nhiêu lần anh cũng không chịu trả lời, những chuyện này làm cô nàng không thể nhịn được nữa. Ngày hôm sau khi đến trạm, anh đã gọi người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây, với mục đích là hỏi xem khi bạn gái giận thì nên làm gì. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu mình sai ở điểm nào, nhưng mà dù sao thì làm bạn gái giận là lỗi của mình. Những anh em khuyên rằng nên tìm và xin lỗi trực tiếp cô nàng, phải thành tâm vào thì mới có tác dụng được. Bị mấy anh em chọc quê cũng làm Tống Diệp rất ái ngại. Sau đó anh cũng suy nghĩ nát nước để làm lành với cô nàng, nhưng mà cách nói chuyện của anh cứ làm Hứa Thẩm chán nản hơn. Đúng lúc đó bệnh viện lại có chuyện, một tên nghiện đã chạy vào đây mà đòi thuốc, bác sĩ không cho, vậy là liền cầm dao làm loạn khắp nơi. Hứa Thẩm muốn đánh Lạc Hướng lại vô tình làm mình bị thương. Phải biết đôi tay của bác sĩ ngoại khoa rất quan trọng, nếu có di chứng gì sẽ không thể phẫu thuật được nữa. Cũng may nó chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Chủ nhiệm Từ hay tin cũng mắng cho cô nàng một trận, sau đó cũng cho cô nghỉ phép đến khi lành hẳn thì đi làm lại. Ngoài ra ông cũng giúp cô vượt qua kỳ thực tập. Dù ngày thường lạnh lùng nhưng đúng thật ông rất quan tâm Hứa Thẩm, thật lòng ông đã xem cô như học trò của mình rồi. Tống Diệp sau khi hay tin cô bị thương thì cực kỳ lo lắng, vậy là liền tìm tới xem cô nàng thế nào. Lần này anh cũng thành thật xin lỗi, anh còn hứa sau này sẽ không giấu cô nàng chuyện gì nữa, nếu có làm gì anh cũng sẽ bàn bạc trước với cô. Hứa Thẩm xém tí nữa là mềm lòng bỏ qua rồi, vậy mà khi hỏi tới vết thương anh vẫn không chịu nói, vậy là anh lại lần nữa chọc giận cô nàng. Nói thật chứ lúc này cô nàng chỉ muốn đấm cho anh một cái mà thôi. Hóa ra anh có lý do riêng nên không thể nói được. Ngày trước mẹ cô đã làm rất nhiều việc với anh, sau khi anh đã gia nhập lính đặc chủng bà vẫn không buông tha. Có một lần khi anh đến thăm mộ bố mình, người đồng nghiệp lúc xưa được bố anh giúp đỡ lại đi đến, ông ta liên tục hạ nhục bố của anh chàng, còn nói rằng bố anh bất tài nên mới nhận kết cục như vậy. Không thể nhịn được nữa anh liền cho ông ta một trận. Hóa ra đây chỉ là cái bẫy của mẹ Hứa Thẩm mà thôi. Ngay sau đó anh chàng cũng bị đuổi vì tội đánh người, từ đó mà giấc mơ phục vụ quân đội của anh cũng tiêu tan. Để tìm một công việc anh mới xin vào thập lý đài và làm cho tới ngày nay. Trạch Diễu sau khi biết anh trai và chị dâu cãi nhau thì vô cùng lo lắng, thế là cô bé liền chạy đến tìm Hứa Thẩm, đồng thời cũng muốn nói giúp cho anh trai. Cô biết rằng Tống Diệp thật sự rất yêu Hứa Thẩm, thế nên xin chị hãy bỏ qua lỗi lầm của anh ấy đi. Cô nàng thấy Trạch Diễu rất quan tâm anh trai, thế là liền dọa rằng hai người có thể sẽ phải chia tay. Trạch Diễu sợ chuyện đó sẽ diễn ra nên đành thú thật mọi việc. Năm đó anh đã cố gắng hết sức để thi vào trường quân đội, để mong rằng sau này có thể sánh ngang với cô nàng. Thế mà cuối cùng lại bị đánh trượt vì thiếu sức khỏe. Sau khi điều tra thì biết rằng có người đã mua chuộc làm giấy xét nghiệm giả cho anh. Anh không bỏ cuộc mà cố gắng gia nhập lính đặc chủng, cũng vì vậy mới bị thương như thế. Lúc đó anh cũng lập được không ít chiến công. Rồi một cuộc gọi tố giác phá hủy toàn bộ tiền đồ của anh. Người làm tất cả chuyện này không ai khác ngoài mẹ Hứa Thẩm. Tống Diệp không muốn nói ra vì sợ cô nàng sẽ gặp tổn thương. Hứa Thẩm đau đớn cực độ khi biết được sự thật này. Người mẹ mình tôn trọng lại làm thế với người cô yêu, đến cả cô nàng cũng không dám tin vào sự thật nữa. Biết hết tất cả mọi việc, Hứa Thẩm liền tìm về gặp mẹ. Bà ấy cũng chẳng thèm che giấu chuyện mình đã làm. Hứa Thẩm càng lúc càng thất vọng về cái nhà này. Suốt 10 năm cô luôn nghe lời và làm theo những gì mẹ nói, nhưng thật không ngờ bà lại làm thế với người cô yêu. Chỉ để kiểm soát cô mà mẹ lại có thể hủy hoại tiền đồ của một con người. Thấy bà không nhận ra lỗi lầm của mình đã trực tiếp làm Hứa Thẩm phẫn nộ, lần này cô tuyên bố sẽ không nhận cái nhà này nữa. Trước khi rời đi cô còn đập vỡ bức ảnh gia đình, chứng minh tình cảm cô dành cho nhà này đã không còn nữa rồi. Ở trên lầu Yến Thần cũng nghe hết mọi việc, anh cực kỳ thất vọng khi biết hết sự thật. Từ bé đến giờ anh luôn hết mực tôn trọng mẹ, anh cứ nghĩ rằng bà chỉ hơi nghiêm khắc với anh em họ mà thôi. Nhưng thật không ngờ ở phía sau mẹ lại làm ra những chuyện như vậy. Mọi sự kính trọng của anh về mẹ hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ. Trong một ngày mất hai đứa con làm bà rất đau lòng, thế nhưng bà ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, bà tin rằng con mình rồi sẽ trở lại thôi. Hứa Thẩm sau đó cũng chạy về làm hòa với Tống Diệp, giờ cô đã hiểu hết mọi việc và không giận anh gì nữa. Thật sự thì cô mới là người có lỗi với anh, cứ như thế bao nhiêu hiểu lầm cũng được bỏ qua hết. Yến Thần do chán nản cũng chạy tới quán bar uống rất nhiều, Diệp Tử hay tin cũng chạy đến tìm anh vừa nhìn còn nhận nhầm cô nàng là Hứa Thẩm. Nhưng khi nhìn kỹ thì Yến Thần lại không vui,
Anh cho rằng cô tiếp cận mình tất cả chỉ vì tiền. Là dân kinh doanh, anh đã gặp không ít người như thế rồi. Diệp Tử Như chết lặng khi nghe hết suy nghĩ của anh. Cô thật lòng yêu anh, thế nhưng anh lại đối xử với cô như thế. Điều này thật sự khiến cô nàng đau lòng. Vì yêu sinh hận, Diệp Tử muốn anh phải trả giá. Vậy là nhân lúc anh say, cô muốn làm ra vài chuyện. Sau khi mẹ anh điện đến thì cô nàng liền bắt máy mà khóc lóc. Bà ta biết có chuyện nên liền gọi người giải quyết. Diệp Tử vừa định làm tới thì Yến Thần liền nhắc nhở. Nếu giờ mà cô dám đòi tiền sẽ bị bắt. Mẹ anh sẽ không để ai đó nắm được điểm yếu đâu. Nói xong anh liền muốn rời đi vì biết mình chả làm gì sai. Cô nàng đe dọa sẽ báo cảnh sát. Thế nhưng giờ Yến Thần không còn quan tâm gì nữa. Diệp Tử tức giận liền làm thật. Anh sau khi bị bắt cũng không muốn nói gì. Bố mẹ anh chạy đến thì biết rằng Yến Thần không hề phủ nhận đơn tố cáo. Hiện giờ anh cũng không muốn gặp ai nữa. Hứa Thẩm hay tin cũng cùng với Tống Diệp chạy đến. Tống Diệp cũng tìm gặp Diệt Kiêu để tìm hiểu. Trong quán có camera nhưng phòng riêng thì lại không. Ở ngoài cửa còn phát hiện một người. Nhưng giờ vẫn chưa biết được cô gái đó là ai. Tống Diệp vừa nhìn đã nhận ra đây là ai. Hóa ra Trạch Diễu lúc đó cũng chạy đến nơi tìm Diệp Tử. Cô đã vô tình quay lại hết tất cả mọi việc trong phòng. Tất cả mọi thứ đều là do Diệp Tử tự biên tự diễn mà thôi. Tống Diệp quay về muốn em gái mang bằng chứng ra. Thế nhưng cô bé không hề muốn giúp đỡ nhà họ Mạnh. Ngày đó nhà họ đã ép anh như thế nào, anh cố gắng bao nhiêu cũng bị người khác phá hoại. Suốt 10 năm trời anh đã sống như thế nào? Nếu người bị hại là cô thì liệu anh sẽ bỏ qua không? Vậy nên giờ cô cũng không muốn giúp kẻ làm hại anh mình. Tống Diệp không phải là bắt Trạch Diễn phải tha thứ cho nhà họ Mạnh. Hai chuyện vốn dĩ không hề giống nhau. Nếu như lúc này Trạch Diễu không nói ra sự thật, thì cô cũng có khác gì là bọn họ chứ? Anh chỉ không muốn em gái biến thành người xấu mà thôi. Nghe vậy cô bé cũng hứa mình sẽ giao ra bằng chứng. Nhưng trước đó cô muốn làm một việc. Ngay sau đó nhà họ Mạnh cũng tìm ra ai là người đang giữ bằng chứng. Bố mẹ Yến Thần cũng phải chạy đến tìm Trạch Diễu. Mới đầu họ muốn dùng tiền để mua lại đoạn video. Thế nhưng Trạch Diễu đâu có cần tiền. Trước kia bố cô đã phải quỳ xuống cầu xin bà ta. Giờ cô muốn bà trả lại những gì đã nợ nhà mình. Vì con trai cho dù có không muốn thì họ vẫn phải làm. Khi sắp quỳ xuống thì Trạch Diễu cũng động lòng. Trái tim cô bé đúng là không thể sắt đá đến vậy. Giờ cô bắt bà phải trả giá cho mọi chuyện mình đã làm. Ngày sau đó bà ta cũng phải đến đồn cảnh sát đầu thú. Cho dù không phải là người mẹ tốt, thế nhưng bà ấy vẫn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con cái. Sau khi được minh oan, Yến Thần cũng muốn gặp Diệp Tử. Anh đương nhiên sẽ không khởi kiện cô ấy. Thế nhưng giờ trong mắt Diệp Tử chỉ toàn là oán hận mà thôi. Anh luôn làm cái dáng vẻ cao cao tại thượng đó. Chỉ vì cô nghèo mà ngay cả tình yêu cũng không đáng được trân trọng. Nếu anh đã không thích cô như thế, vậy thì tại sao cứ cho cô hy vọng làm gì? Trong cuộc đời tối tăm của cô, đột nhiên lại có ánh sáng le lói cho cô hy vọng. Thế rồi cuối cùng lại nhận được sự chán ghét của anh. Yến Thần biết mình đã làm sai nên không còn gì để nói. Bản thân anh cũng không muốn biến cô thành như thế này. Sau hết mọi thứ, cuộc sống của Hứa Thẩm cũng đã quay về bình yên. Cô nàng và mọi người vẫn vui vẻ bên nhau mỗi khi có thời gian. Khi hai người đang chơi đùa thì lại phát hiện bố cô nàng ở đây. Ông ấy đến đây để giải quyết ân oán trước kia, cũng như là muốn gặp đỡ nhà thông gia sắp tới. Chuyện trước kia toàn do mẹ Hứa Thẩm làm, chứ thật sự bản chất ông không phải người xấu. Nhà của Tống Diệp cũng tiếp đón thông gia rất chu đáo. Nhìn thấy con gái được yêu thương như thế, bản thân người làm bố như ông cũng yên lòng. Trước khi rời đi ông cũng muốn nói chuyện riêng với Tống Diệp. Ngày trước ông cũng sợ rằng con gái không được hạnh phúc. Thế nhưng sau hôm nay thì ông đã chứng kiến mọi thứ rồi. Thấy con gái cười vui vẻ như vậy cũng đủ để ông hiểu. Ông hy vọng hai người sau này cũng vẫn sẽ hạnh phúc như thế. Tống Diệp cũng hứa mình sẽ yêu thương Hứa Thẩm hết lòng. Dặn dò xong mọi việc ông cũng rời đi. Hôm sau Tống Diệp cũng dẫn Hứa Thẩm đi xem nhà mới. Anh đã âm thầm chuẩn bị nó từ rất lâu rồi. Giờ đây nó sẽ là nhà của bọn họ sau này. Nhân cơ hội anh cũng mở lời cầu hôn Hứa Thẩm. Đây là thứ mà hai người chờ đợi trong suốt nhiều năm. Thế nên là Hứa Thẩm cũng vui vẻ đồng ý thôi. Sau đó anh cũng dẫn cô nàng đến thập lý đài để thông báo với anh em. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi nhà chúng ta. Vì công việc bận quá họ vẫn không có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ. Mọi việc đành phải giao lại cho Trạch Diễu. Từ việc lựa chọn nhà hàng đến cả việc đi thử váy cưới. Tất cả đều do một tay cô em dâu này chuẩn bị. Trạch Diễu nhà mình làm việc gì cũng có tâm dữ lắm. Đến ngày chụp ảnh cưới, hai người xuất hiện như từ trong tranh bước ra. Anh như hoàng tử còn cô là nàng công chúa xinh đẹp. Trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng họ cũng được hưởng trái ngọt rồi. Không lâu sau đó thành phố nơi họ ở lại có bão. Cơn bão lần này rất khủng khiếp nên mọi người phải đặc biệt cẩn thận. Mọi người đều phải ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Người dân cũng đang rất chật vật đối mặt với thiên tai. Có không ít người bị thương mà được đưa đến bệnh viện, khiến cả bệnh viện bận rộn hơn bao giờ hết. Mấy anh em bên sở cứu hỏa cũng không hề rảnh rỗi. Yến Thần đang chạy xe ngoài đường cũng phát hiện có người cần giúp đỡ. Lúc đang đưa người đến bệnh viện, anh có vô tình gặp lại Diệp Tử. Cô bây giờ đang ở giữa cơn mưa để chặn xe. Phía trước có một cái cống nên cô nàng sợ có người té vào. Anh thấy vậy cũng rất xót xa. Thế nhưng giờ lại bận đưa người đến bệnh viện nên không dừng lại được. Không lâu sau đó đã có một ông chú thấy Diệp Tử tội nghiệp, thế là đến giúp đỡ để cô nàng không cần đứng đây nữa. Hai người vừa định rời đi thì tai nạn lại ập tới. Chiếc xe của ông chú trao đảo và ngã xuống. Ông ấy cũng vô tình bị đè bên dưới. May mà Tống Diệp vừa hay đi ngang qua,
Lúc cứu được người lên thì ông đã bị thương rất nặng, vừa bị gãy xương còn thêm cả ngạt nước, giờ phải nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện. Đội cứu hỏa phải đi trước để dọn đường cho xe cứu thương. Hiện giờ rất nhiều nơi đã bị ngập tới nỗi không chạy xe được, họ chỉ còn cách chạy xuyên qua những căn nhà để tới bệnh viện. May mà cuối cùng đã đưa ông chú đến bệnh viện kịp lúc. Gồng được đến đêm cũng khiến mấy anh em dường như kiệt sức, họ không chỉ mệt mà còn phải chống chọi với cái lạnh cắt xương. Ở gần đó một đường hầm đã bị sập, rất nhiều người đang mắc kẹt bên trong. Mẹ của Hứa Thẩm vừa hay cũng đang ở nơi này, chiếc xe của bà ấy đang bị dùi trong đống đổ nát. Mọi người hay tin cũng tức tốc chạy đến để giúp đỡ, nhờ vậy mà cứu được rất nhiều người ra bên ngoài. Những người bị thương dường như đã được đưa ra hết, sợ rằng căn hầm có thể tiếp tục sạt lở. Mấy anh em đã định nhanh chóng rời đi, cũng may mà đúng lúc đó đã nghe được tiếng còi xe. Tống Diệp ngay lập tức chạy đến kiểm tra, đến lúc này họ mới nhìn rõ được khuôn mặt đối phương. Bà ta còn không dám tin trong lúc tuyệt vọng nhất chính anh là người đã cứu mình. Ngày hôm nay cuối cùng bà cũng chịu công nhận người con rể này. Sau khi thiên tai qua đi thì mọi thứ cũng được khôi phục, chỉ cần người con thì sẽ có thể trở về cuộc sống bình thường nhanh thôi. Ông chú mà họ cứu hôm đó cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, Hứa Thẩm rất vui khi mình vừa cứu được một người nữa. Sau đó cô nàng cũng về dùng bữa với gia đình, lần này mẹ không còn thái độ làm khó cô nữa. Bà ấy dù không nói ra nhưng cũng âm thầm đồng ý mối hôn sự này, không chỉ vậy còn muốn xuất hiện để chúc mừng ngày vui cho con gái. Hứa Thẩm vui lắm khi giờ đây mọi người đã ủng hộ cô nàng. Tống Diệp thì lại tiếp tục ở lại huấn luyện cho anh em ở thập lý đài. Trải qua nhiều chuyện khiến lính mới trưởng thành hơn rất nhiều, không còn thái độ đối địch khi bị ép tập luyện như mới đầu nữa, thậm chí còn muốn tập luyện thêm để nâng cao thành tích. Mấy anh em này trưởng thành thật rồi. Tình cảm của anh và Hứa Thẩm vẫn như thế, họ hàng ngày làm việc, có thời gian rảnh thì ở bên nhau, chỉ muốn bù đắp khoảng thời gian xa cách 10 năm của họ. Hạnh phúc dù có đến muộn một chút nhưng cũng rất đáng. Phần phim của chúng ta cũng dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.